Hello em Huỳnh Trân nha. Rồi hello cả nhà. Rồi mọi người ơi, ai vào rồi mọi người chấm bài chia sẻ livestream nha. Hôm nay có cuộc ring nhé, nhưng mà cũng không có nhiều, được 5-70 cái gì đó à. Rồi cả nhà chia sẻ livestream nha. Đợi hồi chút xíu còn chia sẻ livestream đã. Rồi cả nhà chia sẻ livestream. Hello bà Nhím Lê nè, hello em Huỳnh Trân nè. Rồi hello cả nhà nha, chia sẻ livestream giúp Hoàng nào các tình yêu ơi. Lên nha, rất là nhiều siêu phẩm luôn nè. Quần áo, thời trang gì là chơi tuốt tuột tuột hết luôn. Trời ơi, dạo này tự nhiên chuyển qua live đêm. Mà rồi hello cả nhà nha, hôm nay tự nhiên chuyển qua live đêm rồi cái nó lỡ theo lao, rồi là phóng lao, rồi theo lao hoài luôn, không có dừng lại được, tại vì live đêm rồi là ngày chẳng có sức để livestream. Rồi cả nhà chia sẻ livestream cho Hoàng với nha, chia sẻ livestream chờ Hoàng chút xíu đi, chia sẻ livestream. Hôm nay có quần ring nè, quần ring mới về nè, đẹp lắm. Rồi chia sẻ livestream thì bán rẻ luôn. Rồi cả nhà chia sẻ livestream nha. Chia sẻ livestream cho bầu với nha. Chia sẻ livestream. Rồi chia sẻ livestream nha cả nhà nha. Lên quần rinh trước ha. Quần rinh vừa mới về nè. Trời ơi, quần rinh mà không biết size gì trong đây luôn. Đâu có mở ra coi size gì đâu. Đuối quá, nhiều việc quá đó, bầu làm phê quá. Quần rinh này, quần rinh không biết là size gì luôn nha. Rồi chia sẻ livestream đi, sẽ bán giá quần rinh tụt quần cho mọi người luôn. Rồi quần rinh này là rất là xịn sò luôn nha, rất là xịn sò và rất là đẹp luôn. Rồi bán cho mọi người là giá 95.000 thôi, 95.000 một cái quần rinh nha. Hàng này là hàng rinh shop nha, nhưng mà Hoàng chỉ chốt cho ai có chia sẻ livestream thôi. Còn ai không chia sẻ livestream thì Hoàng sẽ không chốt cái rinh này giá ra như vậy đâu. Có size nè, đủ size nè. Nhớ chưa cả nhà ơi, rinh này á, là nó chưa có cắt cái này đâu. Rinh này là rinh hàng nghiêm giúp Hoàng nè. Nha, chưa có cắt khuy luôn. Rồi, ai chia sẻ livestream thì sẽ mua giá 95 á. Còn ai mà không chia sẻ livestream là mua giá tới 101 luôn á nha. Đây, chất co giãn nè. Rinh này là rinh rất là xịn, bao cho cả nhà nhận hàng mà không xịn là trả lại luôn. 95.000 một quần nè. Thấy chưa, chất nè, co giãn nè, ghê không? Rồi nha, mà bây giờ nó tùm lum trong đây Hoài cũng không biết nữa nè. Nó về thì nó tùm lum hết, đựng trong bị đục như vậy luôn nè. Rất là xịn sò nha. Thôi bây giờ Hoài cứ like từng mẫu, ai lựa được cái gì thì lựa ha. Rồi, cái này là size 28 nè cả nhà. Ai mặc vừa size nào thì mình cứ thế mà mua thôi ha. Rồi nè, cái này là màu xanh đá nè. Đó, xanh trơn như vậy nè, mà size 28. Rồi, ai lấy chốt cho Hoàng là mã xanh 28 nha. Rinh này là bao đẹp cho mọi người luôn. Chất rinh rất là xịn sò, mà cái kiểu đơn giản này thì bây giờ dễ mặc nè ha. Lịch sự dễ mặc, size 28 nha. Rồi, ai lấy chốt cho Hoàng là rinh 28. Hàng này nó đang đi hàng shop rất là cao tiền luôn. Đây nè, cái khuy này nó còn chưa cắt luôn mà.
95.000 nha. Nó tóm lại là bây giờ Hoàng cũng chẳng biết mẫu gì hết trơn á. Nó lung tung sờ bung hết rồi thì bây giờ đụng đo hồng lai đó. Nha, cứ đụng đo hồng lai đó có 70 cái hay là bao nhiêu cái đó Hoàng cũng biết, sốt nó sale ra hồng gom về hồng lai cho mọi người nè. Rồi Alex xanh 28 nha, chốt cho Hoàng mã xanh 28. Rồi cứ cho mọi người lựa qua, ai không thích là bỏ qua, ai không thích là bỏ qua ha. Chứ giờ Hoàng cũng chịu. Rồi Alex xanh 28, chốt xanh 28 nha. Cả nhà nhớ chấm bài tương tác lên nha. Chấm bài tương tác lên, về đồ mới liên tục luôn. Mọi người nói trời ơi, gần sinh rồi mà sao con nhỏ nó về đồ liên tục vậy trời. Bụng bự thù lù rồi mà con nhỏ về liên tục đồ luôn. Thiệt sự luôn á mọi người, về đồ liên tục luôn, xỉu luôn á, xỉu luôn. Rồi nè, cái này á, là màu xanh này nó khác nha. Màu xanh này nó kèm theo rách như vậy nè, size 30. Mọi người xem nè, chất nè, mọi người phải coi cái chất rinh nè. Mềm lắm, mặc vô là giống như cảm giác mình không như mặc quần rinh á, hiểu không? Có nghĩa là không phải là rinh bố, rinh thô, mặc vô nó cứng và nó cộm. Rinh này là mình mặc tới đâu là nó giãn tới đó và nó mềm, cảm giác như mình mặc quần rinh mà giống như là đang mặc một cái quần legging vậy đó. Nó mềm mại nè, chất nó rất là mềm nha và độ co giãn đi nè. Kéo nhẹ nhàng thôi chứ bầu thì cũng đâu có dùng sức gì đâu. Nè, thấy chưa? Thấy ghê không? Rồi size 30 nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng, toàn bộ hàng mình là đang còn hàng nghiêm nha. Còn hàng nghiêm nè, giá rất là cao luôn. Giá rất là cao luôn nè mọi người nè, Hoàng cho mọi người xem giá shop nó bán nha. Chứ không là mọi người kêu là bà bầu á, bả nó láo quá. Mọi người coi nè, giá shop đang bán là 235.000 một quần giúp bầu nè. Có nghĩa là bầu thu cái lô này là thu lô hàng shop về cho mọi người nè, thấy chưa? Quần á là nó chưa hề cắt khuy ra nha. Dừng là chưa hề cắt khuy. Cái chất là chất rinh, là rinh mịn luôn nha. Rinh mịn như vậy nè. Và nó co giãn như vậy nè. Ghê không? Giá nè, mọi người coi nè. Thấy chưa? Giá là 235.000. Thấy không? Thấy chưa? Đó. Nha. Rồi ai lấy rinh 30 comment cho Hoàng là rinh size là size 30 nha. Nó hơi rất nhẹ như vậy nè. Size 30 nha. Rồi ai mặc vừa size nào size đó chứ. Quần rinh thì bà bầu đâu có thử được đâu mà mọi người hỏi nha. Phía dưới này là nó dập ống như vậy nè ha. Rồi ai lấy rinh 30 chốt cho Hoàng rinh 30 nha. Mọi người xem đi, thấy giá của người ta chưa? Hàng này là nó đang đi hàng shop rất là cao, mình mua giá có nửa, có chưa được nửa luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là rinh 30 nha. Đây nè, không có làm giá ở trên đây chứ Hoàng thiệt cũng đây. Đó, thấy chưa? 235.000 cái quần rinh đó. Size 30 chất co giãn. Size 30 này nếu như bạn nào 60kg là mặc cũng được á, tại vì chất giãn tốt lắm chứ không có như cái quần rinh kia đâu. Rồi bây giờ Hoàng chốt nè, chết bà rồi. Đầm bông sao lớn hay bé nhìn đẹp quá, dạ của người lớn chị. Rồi cái xanh 28 này là chốt cho Thoa Trần nè, chết rồi, bị ẩn comment thì nãy giờ không nhìn thấy bên kia. Thoa Trần này đợi Hoàng xíu, đây bị ẩn comment mất một máy. Thoa Trần ok nè, Thoa Trần ok, size 28 lúc nãy á, đợi Hoàng xíu nha, Hoàng xíu nha. Trời ơi chị ơi, cái size mà 90kg là mấy chị phải đi qua shop big size chứ. Shop mình là shop đồ phôn trung bình thôi. 90kg, 90kg mô ra mấy chị đẹp yêu dấu nha mình. Rồi nha, đợi Hoàng xíu, nó bị ẩn comment á. Rồi chia sẻ live stream cho bầu nha. Bị ẩn comment mất tiêu. Size mày size 90kg. Rồi ok nè, cái size 30 đó cho Thu Út nha. Size 30 cho Thu Út, chia sẻ live stream thì mua giá 95.000 nha. Size 30 cho Thu Út nè, 95.000 nè, quá bèo luôn. Ok nè, Thu Út cái size 30 95.000 nè, rẻ bèo luôn mọi người nha. Không bao giờ có cơ hội mua lần hai đâu. Trong đây nó nhiều kiểu lắm, cả nhà cứ từ từ mà lựa ha, cứ từ từ mà lựa. Rinh này là rinh hàng shop nha, cứ từ từ mà lựa giúp bầu nè. Chia sẻ live stream cho Hoàng nha. Hoàng cũng không biết size gì trong đây mọi người, Hoàng thực sự là không biết. Về Hoàng cũng không có thời gian mà để kiểm luôn. Thứ nhất là bầu bụng bự rồi, đứng lên ngồi xuống chịu không nổi, phê ghê lắm. Mà một ngày quá trời công việc luôn. Hoàng thực sự là không biết, khi nào cầm ra trúng cái size mô thì Hoàng like cái size nước cho mọi người mua nha. Rồi cái này là size 31 nè cả nhà. Cái này toàn bộ là rinh này là đều có rinh co giãn hết nha. Chứ không có phải là chất rinh bố thô đâu. Co giãn hết như vậy nè. Đó, thấy chưa, rất là mềm mại luôn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là size, rinh size 31 này. Cái mẫu này nó trơn nha, size 31 này ha. Mẫu này trơn, size 31. Mẫu này là chốt cho Hoàng là mã trơn size 31 nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã trơn size 31 này. Nó trơn như vậy mà size 31 nha.
31 này là 60kg, 62kg cũng vừa. Nó tóm lại là mình mặc rồi nó giãn ra từ từ. Nó giãn ra từ từ vì cái ring mà có độ co giãn là càng ngày nó càng giãn ra, chứ nó không có giống như cái loại linh bố kia. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là size 31 nha. Size 31 đó. Size 31 nha. Giờ Hoàng có biết cái nào đâu, đâu có lục ra coi hàng shop mà nó sale ra thì nó gom nó bỏ hết bị cho mình đem về giờ mình mới tháo rồi mình bán à. Có biết size gì đâu. Đâu có mở ra, phải mở cái quần ra mới biết cái size, tại vì cái size nó để phía bên trong này mà. Rồi tiếp tục nè, cái này là size 30 nha. Rồi tiếp tục nè, cái này chốt cho Hoàng là mã hoa size 30 nha. Mã này là mã hoa size 30. Nhưng mà Hoàng cầm cái phọt, đúng rồi, mã hoa này size 30 nè. Là cái hoa chỗ này là hoa theo nè. Đó, rồi ai lấy hoa chốt cho Hoàng là hoa size 30. Hoa size 30 nha, thiệt sự là Hoàng nhìn cái size trong đây Hoàng tư vấn cho mọi người nha. Ai bật vừa cái nào thì mọi người cứ lấy cái đó thôi, chứ thiệt sự là bầu là bọt cũng không. Mà toàn bộ là hàng rất là xịn luôn nha, rất là xịn luôn. Nhận hàng mà nếu như không thấy xịn á, thấy 95.000 mắc quá, cứ gửi lại trả cho bầu, không vấn đề gì hết trơn. Tự tin luôn cái quần này, phục vụ mọi người thôi, chứ bầu bí mà về cái lô quần riêng là nó mệt lắm đấy chứ tưởng. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã hoa này size 30. Toàn bộ là chất lưng co giãn hết nha. Rồi ok nè, một cái trơn size 31 nè, cho bà nhím lê nè. Nhím lê nè, bà nhím lê mặc vừa size 31 này luôn nè. 95.000 ok, chốt cho nhím lê nè. Ok nha, rồi ai lấy mã hoa size 30 chốt cho Hoàng hoa size 30 nha. Hoa size 30. Phải tìm size nữa chứ vất vả không? Hoa size 30 nha. Tiếp tục cái mã này là size nhiều. Cái này là size 32 nè. Size 32 nha, 32. Size 32 nhưng mà Hoàng thấy nó cũng giống như cỡ 31 thôi à. Nè, nó cũng như cỡ 31 thôi à. Đây nè, trời ơi Hoàng nói thiệt chứ nếu như mà Hoàng không bầu, Hoàng mặc cỡ size 32 thôi. Tại vì biết sao, cái chất mà nó giãn nhanh thì Hoàng mặc size 32 là rút lột. Đây nè mọi người coi nè, nó giãn bành hơn cái mông của Hoàng nha. Cái mông của Hoàng là thực sự là nó không bự vào cái này đâu. Nè, đó, nó giãn như vậy nè. Quần rin mà, mình mặc vô rồi nó giãn ra. Tại vì không phải là rin bố, toàn bộ là rin co giãn hết. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Cái này là mẫu trơn ha, mà size 32 nha. Cái này là cũng trơn luôn mà size 32. Nó tù lua tè le trong đây hết á. Ai mà biết cho nổi. Rồi ai lấy size 32 là bự lắm rồi, 60kg, hơn 60kg rồi đó. Hoàng lấy là Hoàng cũng nói là thôi ưu tiên tôi size bự bự xíu. Tại vì khách tôi á, tách tôi size bự bự xíu. Cao hơn 1-2 la cũng được, tại vì khách tôi là hơi tròn trịa. Hiểu không? Khách tôi là hơi tròn trịa xíu. Em ơi, em bình thường em mặc quần loan lê á, bình thường em mặc quần xin size nào thì giờ em cứ mua size đó. Rin này là rin như bình thường thôi ha. Bình thường mọi người mặc size nào mọi người mua size đó với Hoàng nha. 30 hoa cho đặng hoa này. Cho đặng hoa này, bình thường mọi người mặc size nào thì mọi người cứ mua size đó giúp Hoàng ha. Quần rin là từ đó giờ mọi người mặc size nào mọi người cứ mua size đó thôi. Chứ không lẽ từ đó giờ mọi người chưa mua quần rin lần mô. Rồi lưng cao nha, cái này lưng cao mà hàng đời mới mà. Rồi 32 cho cô Kim Loan nè. Ok nè, 32 này cho cô Kim Loan nè, 95.000 size 32 cho cô Kim Loan nha. Bị ẩn comment quá trời luôn hả? Ủa sao kỳ vậy ta? Bình thường là em mặc quần rin size nào là em cứ lấy size đó là cho nó ổn ha. Không nha, chị không thấy rin này có xám thôi chứ thấy xám, xám xám thôi chứ cũng không thấy đen. Rồi nha, tiếp tục qua ri khác nè. Trời ơi, nó là cứ xanh đá, rồi xanh đậm, rồi xanh xám vậy chứ không có đen thui nha, không có đen thui. Con này thì không có đen thui. Toàn bộ là lưng cao hết trơn nè, mọi người nhìn cái đáy là mọi người biết lưng cao. Cái đáy là biết lưng cao, tại vì lưng thấp là cái đáy nó ngắn tủn tùn tùn. Cái lưng thấp là cái đáy nó ngắn tủn tùn tùn nè. Còn cái này là lưng cao, mọi người phải gài tới chỗ cái rúng mình trên á. Chứ không có thấp nha, nè, cái đáy nó dài thòn như vậy mà thấp sao được. Thấp là co khúc xíu à. Này là lưng cao hết, toàn bộ lưng cao và chất giãn như vậy nè. Ghê không? Rồi tiếp tục nha. Cái này là size 31 nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Ai lấy chốt cho Hoàng là trơn 31 nè. Ai lấy chốt cho Hoàng là mã trơn 31 nha. Trơn 31 phía đằng sau cái túi có hình trái tim nè. Ai lấy trơn 31 chốt cho Hoàng mã trơn 31 nha. Ai lấy trơn 31 chốt cho Hoàng trơn 31. Cái này là mã trơn size 31 nha. Mã trơn size 31, cái màu xanh đá đá ngọt ngọt như vậy nè. Nó là cứ xanh đen với xanh đá, xanh ngọt ngọt gì đó. Hoàng này có một xem được có một máy.
Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã trơn. Cái này size 31 nè. Hoàng lai nhanh cái này nha. 31 trơn. 31 trơn nha. Rồi tiếp được cái màu xanh này, nó lại là xanh khác xanh, nhưng mà nó nhiều kiểu xanh chứ không phải là giống nhau đâu. Và nhiều kiểu ở trong đây. Rồi cái này size 27 nè. Cái này là size 27 nha. Ai lấy size 27 chốt cho Hoàng size 27. Hoàng nói thật chứ cái bạn mà bốn mấy ký chỉ mặc cùng lắm size 27 là hết cỡ. 48 ký mặc size 27 là hết cỡ, chứ không có ai mặc size 30 hết. Từ đó giờ em có bốn mấy ký mà em đi mua cái size 30 là người ta quỳ, người ta lạy em luôn. Size 30 á là phải cái người phải 57 ký. Đúng không? Cái này size 27 nè, ai lấy thì nó tóm lại là bình thường mình mặc size nào là mình cứ mua size đó. Riêng nhờ Hoàng là có co giãn nên là không có sợ bất cứ cái gì hết trơn á. Mình bình thường mình mua size mô là mình cứ mua đúng cái size nữ là mặc vô tư. Ha. Rồi, 31 trơn cho cô Kim Loan nè. 31 trơn cho cô Kim Loan. Đợi xíu em gái yêu ơi. Khi nào chị lên đầm á thì chị nữ, tại vì đầm á phải lên thì lên hết đầm luôn. Chứ đâu có lên được một cái đầm đâu. Cái đầm đằng sau là treo mẫu thôi. Cái này là size 27 rồi mọi người, chờ một xíu uống miếng nước đã, tự nhiên khát nước quá. Rồi mọi người chờ Hoàng một chút xíu nha. Rồi đợi Hoàng chút xíu. Rồi đợi Hoàng chút xíu nha. Size 27 coi thử có ai chốt size 27 không nha. Chốt size 27 không. Rồi mọi người chờ Hoàng chút xíu nha. Size 27 Hoàng tua nhanh cho hết mẫu để ai lựa được cái nào thì lựa nha. Chứ tại vì nó nhiều mà, nó nhiều lắm. Chị có cái điện thoại nhưng mà ngày nay chị làm việc nhiều ấy, nó đang còn sạc pin dự phòng, nó cũng chưa có đầy, phải để đứng lên thì mới xem được. Mà nhà chị không phải là một cái điện thoại, hai cái điện thoại đâu, mà tới năm cái điện thoại lận, nhưng mà vẫn không có xi nhê gì hết. Một ngày là quá nhiều công việc để dùng điện thoại, tới điện thoại á là nó sẽ hết pin liền, dự phòng đầy đủ hết mà vẫn. Cái này sai nhiêu hoặc tua nhanh nha mọi người nha. Hoàng tua nhanh nha. Cái này là size 28 nè. Chốt cho Hoàng mã rách size 28 nha. Chốt cho Hoàng mã rách size 28 nè. Có thể thao nam không chị? Thể thao nam chị bán hết rồi nha. Ai lấy rách chốt cho Hoàng là rách size 28. Nó là rách rách như vậy nè. Hoàng tua nhanh hết tất cả các mẫu cho mọi người đều được xem. Rách này thì ở dưới nó tua tua như vậy luôn nè. Đó, cái kiểu nó như vậy nè. Rồi ai lấy rách chốt rách nha. Rách này 28 nè. Hoàng tua hết mẫu, tại vì có nhiều bạn là thích quần rin lắm, thích quần rin lắm luôn á, mà lâu lâu Hoàng mới về lô quần rin. Mọi người thấy giá bán của shop nó để chưa, 200 mấy chục ngàn đó. Lâu lâu Hoàng mới về, chứ Hoàng có về quần rin thường xuyên đâu, mà có khi bây giờ về chuyến cuối rồi, chiếc bữa nó đẻ rồi còn về chi nữa. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Coi cái nào nhỏ nhỏ mà con seri mặc vừa lấy cho nó cái. Rồi cái này tương, cái này nó ghi trên đây là size 28 nhưng mà Hoàng thấy giống cửa size 26 thôi. Cái này chắc để con seri mặc vừa này. Cái này á, thì nó để trên đây là size 28 nhưng mà Hoàng cầm lên Hoàng thấy cái phọt của nó cỡ như 26 à nha. Rồi ai lấy cái mã này thì chốt cho Hoàng là mã số 1 đi ha. Mã số 1 là đằng sau cái túi nó có những cái bông hoa như vậy nha, nhưng mà ở trên bao bì á, thì nó để là size 28 nhưng mà Hoàng cầm cái phọt quần lên Hoàng độ cỡ như 26 thôi.
Rồi chốt cho Hoàng mã số 1 nha, mọi người nghe rõ không? Chấm bài đi nha, ý là để Hoàng like nhanh nhanh qua cho qua hết mẫu. Rồi mọi người ai lựa được cái gì thì lựa. Đó, cái này chốt cho Hoàng mã số 1, rồi Hoàng ghi chú số 1 lại để ai có thích chốt số 1 Hoàng biết cái quần này. Rồi ai lấy số 1 comment số 1 nha. Phải like cho hết mẫu chứ, tại vì người này lựa, người kia lựa, còn rất là nhiều người muốn mua mà. Mình like cái mẫu nào là mình phải like cho trọn vẹn cái mẫu rồi mới qua mẫu khác được nha mọi người nha. Chứ Hoàng không đang like cái này nhảy qua kia, like kia nhảy qua cái nọ không có được đâu. Rồi cái này là size 29 nè, màu này là cái màu xanh đậm như vậy nè, nhưng mà nó là trơn nha, màu xanh đậm size 29 nè. Cái này là xanh đậm size 29 nè, nó xanh đậm như vậy nè. Thấy chưa, mấy cái màu xanh kia nó nhạt nhạt mà cái màu xanh này nó đậm như vậy nè, thấy chưa. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là xanh đậm size 29 nha. Xanh đậm này size 29 với Hoàng nè. Xanh đậm này size 29 nha. Có kem ủ tóc thì ủ tóc sữa dừa đó em. Nhưng mà bây giờ là ủ tóc sữa dừa bên công ty là chị sale hết rồi, chỉ còn ủ tóc của Thái Lan thôi. Thì ủ tóc từ xưa giờ chị vẫn bán bình thường mà. Nhưng mà bây giờ là về ủ tóc của Thái. Còn ủ tóc kia nó hết rồi còn mua. Trời ơi mọi người coi cái quần này, tôi nó láo tôi chết liền. Xa shop nó bán toàn là giá như vậy nè. 235.000 một cái quần rinh, thấy không? Thấy chưa? Mình mua giá có 95.000 nè, mọi người còn nghĩ cái gì nữa, quá bèo. Quá là bèo luôn á, thiệt luôn á. Màu xám mà chị chưa nhìn thấy cái màu xám luôn. Rồi nha, thấy giá nó để bán không? Trời ơi, 235.000 xíu nữa là chị tư vấn em, bây giờ chị cũng không nhớ giá nhiều nữa, 65.000 hữu hay sao. Rồi ai lấy cái này nè, chốt cho Hoàng là mã số 2 đi ha, size 28 nha. Cái quần này là size 28, mã số 2. Thường mang cho Hoàng mã số 2, chất co giãn như vậy nè ha. Bình thường mọi người mặc size nào thì mọi người cứ mua size đó, chất riêng nhà Hoàng là có co giãn hết nha. Mình mua mặc đặt mình, ủa từ đó giờ mọi người mặc quần riêng không? Ai mặc size nào chắc chắn là phải biết, đúng không? Ví dụ như bình thường mình mặc size nào thì giờ mình cứ lấy size đó thôi. Rin nhà Hoàng không phải là rin bố, rin nhà Hoàng là rin co giãn xịn sò nha. Cho nên là mọi người cứ mặc size nào mình lấy size đó là mặc thoải mái luôn, tại vì nó giãn ra mà, chứ nó đâu có phải là thô cứng nó không ra được đâu. Cái này nó mặc tới đâu rồi nó giãn tới đó. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, cái này là size 28 nè, chốt cho Hoàng mã số 2 nha. Mình ghi cái số 2 lên đây, ai comment số 2 là Hoàng lấy. Lâu lắm mà mới về lô rin nhớ mọi người nha. Cái này mà khách tới nhà mà người ta lựa là hết luôn, không có để mà like đâu. Nhưng mà với về là chưa có ai được lựa hết trơn á. Ở gần cũng như ở xa chưa có ai tới được lựa bộ nào hết trơn á, quần nào hết trơn á. Mã số 2 nè, like nhanh cho nó hết mẫu. Mọi người mặc size nào là cứ đúng size đó mặc thôi. Hoàng là hồi xưa còn con gái là Hoàng mặc size 28, 29, tối đa là 29. Đẻ xong bà nhóc á là mặc á hả, đẻ xong bà nhóc á là Hoàng mặc lên size 30, 32. Còn lúc mà gần đây nhất là Hoàng mặc size 32. Đó, mình mặc size nào là mình biết liền chứ. Mình béo lên là cái size quần nó cũng khác luôn à. Rồi nè, 95.000 mã số 2 cho Dung Ngọc nè. Đúng rồi, xin thì phải nghỉ ít nhất là 1 tháng. Chứ xin trong tháng đâu có live stream được. Người khác live stream thì chắc gì mọi người có chịu đâu. Chỉ là lúc đó chỉ là phục vụ cho khách mỹ phẩm mà ghé hoặc là khách sĩ thôi. Cái này là size 29 nè. Đây, ở dưới là có hoa như vậy nha. Chốt cho Hoàng là hoa vàng size 29. Hoa vàng size 29, nhưng mà cái này Hoàng cầm lên là Hoàng độ nó cỡ tầm size 27. Có nhiều cái phọt á, kiểu như là hàng xuất á thì cái phọt nó bự. Còn nếu như mà hàng mà bay trong nước mình á, là nó sẽ cái phọt nó hơi nhỏ nhỏ. Hoàng cầm lên mà Hoàng thấy cái phọt nào thì mọi người nghe Hoàng tư vấn nè ha. Cái này ở trên đây thì nó để 29, nhưng mà Hoàng cầm lên thì nó tương đương cỡ phọt size 27 mọi người bình thường hay mặc thôi nha. Có co giãn luôn. Rồi ai lấy mã hoa này chốt cho Hoàng là mã hoa vàng nè. Hoa vàng ha, comment hoa vàng là Hoàng biết là chính thắng. Hoa vàng nha, nó tương đương cỡ size 27. Trên bao bì nó để 28, 29 kệ cha nó ha. 65.000 một hũ em ơi, ủ tóc sữa dừa Thái Lan. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng mã hoa vàng nha. Mã hoa vàng 95.000 một quần nha. 95.000 một quần. Rồi tiếp tục nè, Hoàng like cho hết mẫu chứ. Cái này là size 28 nè. 28. Cái này hình như Hoàng like rồi sao chứ. Sao thấy giống giống. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Mã này chốt cho Hoàng mã số 3 nha. Cái này mã số 3. Nó là size 28 nha.
Đây cái này mà trời, cái quần jean trơn này á, là cực kỳ thích, biết tại sao không? Cái quần jean trơn này á, tuy á, là nhìn nó không có điệu đà, nhưng mà mọi người biết sao, nó rất là lịch sự. Đối với những chị em mà đi làm, đi đồ là người ta cực kỳ phái cái mẫu quần jean này này. Càng đơn giản lại càng đẹp. Còn ví dụ như cầu kỳ thì nhiều khi mình đi đến nơi mà có người lớn đồ á, thì nó không lịch sự. Đi tới chỗ mà có người lớn đồ á, hay mình đi đám tiệc đồ mà có người lớn đồ á, thì nó không lịch sự. Hoa vàng ok cho Nhung Ngọc nè. Hoa vàng cho Nhung Ngọc nè. Hoàng like cho hết mẫu rồi Hoàng mới qua cái khác được nha. Chứ bây giờ chưa có qua cái khác được đâu. Rồi xíu nữa thì Hoàng tri ân mỹ phẩm cho. Khi nào Hoàng like mỹ phẩm thì mọi người mua mỹ phẩm nha. Ủa cái này đọc mã số mấy mất tiêu rồi. Mã số 3 đúng không? Rồi ai lấy chốt cho Hoàng chờ cái size 26. 26 thì ít. 26 thì ít lắm mà ít lấy 26 lắm. 26 có cái mà 26 nó cũng nhỏ xíu nhỏ xìu à. Hoàng mà nghĩ size 26 là sợ mặc không vừa. Chắc con bé nhóc series thì Hoàng mặc được luôn. 28 này cho thoa trần nè. 26 là Hoàng thực sự không có dám lấy luôn. Không có dám lấy size 26 luôn. 26 là về là chỉ có là sale lỗ với lại để cho con series nó mặc không à. Series đó 30kg mà nó cũng mặc quần size 26 này nè. Rồi đi cắt cái quần cho nó ngắn lên tí cho nó mặc thôi à. Nó đi học thêm đồ đó. Ok cái này cho Thi Thi chứ lộn. Không phải thoa trần, cho Thi Thi size 28 nè. Thi Thi nè. Lấy cái size 26 về là ế sắp mặc luôn, chết mù nội luôn. Ít nhất là phải 27 chứ. 27 mà thoát ra còn không được luôn, là 26 là đứng luôn. Ngủ mơ luôn. Lâu lâu xưởng nó xét cho mình cái size 26 mình cũng sợ lạy luôn. Rồi cái này là size 30 nè. Size 30 nhưng mà nó tầm cỡ 27 nha. Mọi người đừng có quan tâm cái size nó in trên đây. Đừng quan tâm cái size nó in trên đây nha. Nghe cái size Hoàng tư vấn này, nó ghi trên đây là 30 nữa. Nhưng mà Hoàng cầm lên á, Hoàng thấy nó cỡ tầm 27 đến 28 thôi nha. Tại vì Hoàng trước Hoàng không bầu, Hoàng mặc quần riêng không à. Cho nên mọi người cứ yên tâm, Hoàng mặc quần riêng từ khi mà vào cấp 3 cho biết đến khi qua đại học, cho đến khi mới sinh con, mới mang bầu là hết mặc quần riêng. Còn lúc mổ mặc quần riêng hết trơn á. Chứ Hoàng không mặc quần riêng mình mặc cái gì, mình đi đâu mình mặc cái gì, đúng không? Đó là nên là mọi người cứ nghe Hoàng tư vấn, cái size này là tương đương 27-28 nè. Chốt cho Hoàng mã số 4 nha. Chốt cho Hoàng mã số 4. Chốt cho Hoàng mã số 4 nha. Cái này trên quần ấy thì nó ghi size 30, nhưng mà Hoàng cầm cái phọt quần lên thì Hoàng độ nó cỡ từ 27 đến 28 thôi. Hoàng đang like từ từ tới chứ Hoàng cũng chẳng biết size nào hết. Hàng này là hàng shop sale nên chẳng biết size nào, nó cứ cột lung tung như vậy á. Rồi cái này ai lấy thì chốt cho Hoàng mã 4 nè. Hoàng ghi chú lên. Ai lấy mã 4 là cái quần đó. Nó ghi trên cái size quần là 30. Mà thực tế hình đó thì Hoàng cầm cái phọt đó Hoàng thấy cỡ 27-28 thôi. Ủa gì đây má ơi. Trời ơi, một cái quần size 30 mà ống rộng. Một cái quần size 30 mà ống rộng như vậy nè. Có ai thích cái kiểu này không? Hàng này là nghiêm nha, nó chưa hề cắt cái này ra nè. Nè, cái hàng mình là hàng nghiêm chứ không phải là hàng Quảng Châu là hàng đã tái sử dụng đâu. Hàng mình là hàng nghiêm ha. Túi nó bên đây nè. Rồi cái này là size 30 nè, nhưng mà đây là dạng rinh bố nè. Nhưng mà cái này thì chắc cỡ 58-60kg mặc vừa nè. 58-60kg mặc vừa. Rồi mini em một cái đi ha. Mini em cái này đi ha. Tri ân giá 75.000. Ai lấy chốt cho Hoàng mã 75 là bán 75.000 cho bạn nào. Model đó, cái này là con diễn viên Ngọc Trinh nó hay mặc nè. Rộng thùng thùng thình thình vậy đó. Xong rồi cái nó mặc với áo crop top á. Rồi cái này thì lên đây nó ghi là size 30 nha, nhưng mà nó là phọt quần ống rộng. Quần rinh mà quần rinh ống rộng á. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã 75, mini game quần mã 75. Hoàng cũng không biết size nào, nó cứ cột từng ri nè, mọi người thấy không? Hoàng lai là Hoàng có tháo ra chứ Hoàng có biết size gì đâu. Size là nó bị úp vô phía bên trong rồi. Nó úp cái vô phía bên trong rồi đâu có thấy, thành ra Hoàng nói là để Hoàng lai cho hết qua. Hoàng cũng không có thời gian mà để lựa ra từng size để lai luôn á. Có lựa không, tại vì mấy cái muốn lựa ra từng size là mình cũng phải tháo từng cái ra như vậy nè. Cái size thì nó để trong đây rồi nó úp cái này lại vậy sao biết. Đâu biết đâu nên sẵn tiện thôi. Vậy thì Hoàng vừa like vừa cho mọi người xem luôn. Có nhiều khi cái tờ kia không có mà phải coi phía bên trong nữa nè. Size 32 nè. Size 32 nhưng mà nó tầm cỡ 31 thôi. 32 cũng được á, to cho bá luôn. Như cái đích Hoàng là Hoàng mặc cái này vừa nè. Hoàng mà kéo ra như vậy là Hoàng không bầu á. Không bầu là Hoàng chơi cái em 32 này tút lút hết luôn. Hoàng nhìn là Hoàng biết. Tại vì chất rinh nhà mình là co giãn như vậy nè. Thấy chưa? Chứ không có phải là rinh nhà mình là rinh thô cứng nhắc đâu. Có cái quần ống rộng là rinh bố đó, thô đó. Còn rinh này là rinh co giãn hết. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng size 32 nha.
Cái này chốt cho hàng size 32 trơn như vậy nè. Đó, cái này là mẫu này là Hằng thích lắm. Nó tóm lại là giờ để lại thì nhiều quá đó. Chứ không Hằng lượng để lại là đẻ xong là mặc cái gì giờ. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, cái này là size 32 nè. Cái này size 32 nha, ai lấy comment cho Hoàng là size 32. Ghi chữ C32 là được nha. C32 là được, ok. Cái mã 75 cho Đặng Hạ nè. Cái này là biết diễn viên Ngọc Trinh nữ hoàng nội y không? Nó hay mặc cái kiểu như vậy này dễ thương lắm á. Rồi ok nè, mã 75 cho Đặng Hạ nè. Rồi ai lấy size 32 thì gồm bên là S32 nha. S32. S32 là không biết không có ghi chú nữ rồi. Thiệt luôn á, nhìn cái size mút xịt máu cam luôn. Tìm cái size để mà nói cho mọi người biết chứ. Cái này là size 29 nè. Ui trời. Size 29 mà chắc không biết nó để lộn hay sao, nhưng mà cái này cỡ tầm size 26 tới 27 thôi. Đây nè, ai đang chờ size 26 27 thì lấy cái này. Ai đang chờ size 26 27 thì lấy cái này nha. Đây, cái này là nó ghi trên quần là 29 mà Hoàng không biết là nó ghi lộn ngược hay là ông nội ơi. Nhưng mà nó cỡ tầm 26 27. Tại vì Hoàng nhìn cái quần là Hoàng biết. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng, cái này là mã số 5 nha. Ở dưới là có hoa như vậy nè. Mã số 5 ở dưới là có hoa như vậy. Nhưng mà nó là size cỡ tầm size 26 tới 27 thôi. Không phải size 29 giống như trên quần nó ghi mà nè. Nó ghi kệ cha nó. Còn Hoàng sẽ tư vấn cho mọi người. Rồi ai lấy chốt cái này cho Hoàng mã số 5 đi ha. 5. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 5 nha. Hoàng cứ ghi chú ai chốt là không biết cái nào hết á. Hoàng tấm lên Hoàng ghi tên liền. Lai nhanh hết cái mẫu này, kết được vài chục cái chứ nhiêu, sốt sale mà có mua nhiều, ai lựa được cái chi thì lựa. Cái này nó ghi size 28 nhưng mà cỡ tầm size 26 này. Đó, bà nào chờ 26 này. Nó ghi 28 thì cái quần thôi, nhưng mà Hoàng cầm cái thọt này lên là Hoàng biết nó 26 à. Tại vì sao? Hoàng bán quần rin từ đó giờ bao nhiêu lứa rồi. Bán bao nhiêu lứa rồi mà Hoàng cũng mặc quần rin không à. Hoàng mặc từ khi mà Hoàng mới bắt đầu mặc, con gái mới lớn ngày học lớp 10 nha. Mặc quần rin size 26 cho biết đến khi mà trước khi đẻ nè, mặc lên số 32, 33. Cho nên mọi người cứ yên tâm đi, Hoàng nhìn cái phọt là Hoàng biết liền. Xíu nữa là chị Hoàng like cái đó em ơi nha. Rồi cái này thì tương đương số size số 26 thôi nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã số 6 nha. Ai lấy chốt cho Hoàng mã số 6. Cái size 26 này mấy bạn cỡ 47-48kg là ok ha. Và chất rin này có co giãn, mấy bạn mặc vô nhảy hai vòng rồi nó lên. Ngày xưa Hoàng mặc quần rin là Hoàng kéo dụng như kéo lên đúng không? Phải nhảy. Nhưng mà giặt hai ba nước cái nó sủ ra là vù. Rồi nha, thiệt mà. Nói thiệt đó, mặc quần rin là phải nhảy không á. Thì khi mà mình biết sao, quần rin á, mà mình mặc á, cái loại quần rin mà co giãn mạnh này nè, mình mặc nó càng ôm á thì nó càng đẹp, mình mặc nó càng rộng thì nó càng phụ phịu thì nó không đẹp đâu, thiệt. Hoàng nói thiệt mà, phải chịu khó nhảy nữa, tập thể dục luôn. Ai lấy cái này chốt cho Hoàng là mã số 6 nha. Mã số 5 cho Loan Lê nè. Ok nè, mã số 5 cho Loan Lê nè, mọi người không có sợ gì hết, Hoàng ghi chú lên đây hết rồi. Thành ra là ai lấy cái nào là Hoàng chốt liền, không có lộn xộn được đâu, sợ. Rồi ok, phải đợi cho Hằng like hết rồi, Hằng like quá kia mọi người. Có đồ thiết kế hot girl tùm lum nhưng mà phải đợi like hết cái này quá kia. Đang like này nhảy quá kia, like kia nhảy quá nọ, chút nữa tùm lum hết trơn á. Để cho bầu tua cho nhanh. Tại có người này cần, người kia không cần, rồi người kia lại cần, người nọ không cần. Size 31 nè. Cái này là size 31 nè. 31 này cái bạn mà tốt á, có thể là bạn nào có chiều cao cỡ 1m60 đúng không? Cam kết 65kg vừa. Đó, còn như Hoàng là hồi đó 65 Hoàng cho vừa này. Nó bành ra mà bự hơn cái mông của Hoàng luôn. Size 31 đây nha. Comment cho Hoàng là S31 đó, là Hoàng biết. Cái quần này là size 31 nè, S31. Cái này là Hoàng không bầu, Hoàng chơi cũng vừa nè. Tại vì mình mặc vừa hay không, mình nhìn cái kiểu của mình mặc là mình biết liền. Ai lấy chốt cho Hoàng là S31 nha. Rinh này là rinh co giãn kinh khủng khiếp luôn. S31, ai lấy chốt cho Hoàng cái này S31, Hoàng ghi vô chữ S31 luôn. S31 có nghĩa là size 31 đó. S31 là size 31 đó. Coi nè, trời ơi, cái quần rin của người ta, cái mũ có giá bán nè. Cái mũ có giá bán hả? 200 bao nhiêu? 235.000 cái quần này, cả nhà thấy thảm chưa? Mà bán cứ. Bây giờ số 4 chị cũng không biết em ơi, chị lúc đó chị like chị tư vấn rồi, giờ nó qua rồi, bây giờ chị phải cầm lên chị like lại, chị cực quá. Tại vì lúc cầm lên đây là Hoàng đã tư vấn số ký, mà khi quăng qua bên đó rồi là chỉ chốt thôi, chứ bây giờ mà muốn biết số ký lại phải một lần nữa tháo ra. Hiểu không?
Cho nên mọi người lưu ý nè, khi mà Hoàng cầm lên trên tay vậy nè, nè là giá bán của nó là 235, rồi nó có để cái size, cái ship ở đây là Hoàng đã tư vấn cho mọi người rồi, thì mọi người nghe kỹ. Còn khi là chốt là Hoàng quăng qua thôi chứ Hoàng không còn biết nữa, tại vì mỗi cái quần phải tháo ra mình mới nói được, đúng không? Mà bình thường mình mặc size mô thì cứ size nữ mà chơi tới ha, là chắc chắn nó vừa. Và riêng nhà mình là riêng co giãn như riêng mà không vừa thì cái gì vừa, có phải riêng bố đâu, nó có phải riêng bố riêng gì đâu, nó là riêng co giãn mạnh như vậy mà nè, kéo nó là nhẹ thôi chứ bầu thì cũng có dùng sức gì đâu nha. Cái này chốt cho Hoàng là size 32 nè, cái này ai lấy comment cho Hoàng là S32 nha. S32 mọi người lưu ý nè, bình thường mình mặc size nào cứ mua đúng size đó mà mặc. Bình thường mình mặc quần riêng size mô cứ mua size đúng cái size nữ mặc, cam kết là sẽ vừa 100%. Bởi vì sao? Nếu như là riêng thô thì Hoàng nói mọi người là sẽ trừ hao số ký lại. Nhưng cái này là riêng co giãn mạnh, nên mọi người bình thường mình mặc 28 thì cứ nghe Hoàng like 28 mình thích là mình hốt, nghe Hoàng like 26 mình thích là mình hốt thôi ha. Đây, cái này là S32 nè. Chứ bây giờ mà mọi người biểu Hoàng bao nhiêu ký là Hoàng phải mở ra coi lại mới biết. Cực lắm, 32 này là có thể 65 ký cũng vừa nè. Hiểu không? 65 ký cũng vừa. Ui trời, bây giờ mà về quần riêng nam nữa phải đợi đẻ xong. Phải đợi đẻ xong. Đồ quá dầu chưa đi là chị dồn cho dầu nè. Cái 32, 31 gì là cái người 65 cũng mặc vừa hết á. Tùy theo cái chiều cao và cái mông của mình nó có bự hay không. Cái mông Hoàng là bự khủng bố, Hoàng cũng mặc vừa nữa. Bình thường trước khi nữa Hoàng mặc size 32 chứ mấy, phạm dầu. Quan trọng là cái mông và cái hông, hiểu không? Có nhiều người cái mông nó nhỏ lắm mà lên chỗ này á thì nó lại hơi kiểu như có mỡ thừa khúc này á, kéo lên cái quần nó hơi thô. Còn có nhiều người cái mông nó bự nhưng mà lên cái eo nó lại chút xíu à, mặc qua được cái mông có lên trên đây nó hơi rộng. Thì đó là do cái cơ địa của mình nữa. Còn vừa chắc chắn là vừa rồi, mặc size nào lấy đúng size đó là cũng vừa. Cái này là quần viên này nó có co giãn hết mà. Cái S32 đó Hoàng chốt cho phạm dầu rồi nha. S32 đó Hoàng chốt cho phạm dầu. Cái này có 2 Hoàng Lâm đã la hết, mọi người cứ mặc đúng size là được à. Chứ bây giờ mọi người đừng, Hoàng chỉ khi táo ra Hoàng mới tư vấn được nè. Chứ còn quăng qua rồi là không tư vấn được đâu. Quăng qua rồi muốn tư vấn là phải lôi ra tiếp nữa. Thì bữa sau Hoàng lại la tiếp. Cái này là size 27 nè. Size 27 nè. Có một cái duy nhất size 27 nè. À ok dầu. Cái này là size 27 nè, nhưng mà nó tương đương như, có nghĩa là 27, 26 thì mình mặc bao nhiêu mọi người ơi, như nhau nè. Nè thấy chơi chất co giãn như vậy nè. Cái này là size 26, chốt cho Hoàng là xám 26 nè. Trời cái này dễ thương kinh khủng khiếp không. Rồi bạn nào mà nhỏ nhỏ con muốn mấy ký là hốt cái này là ok luôn. Trời ơi đẹp tuyệt vời luôn. Đây cái này là xám, nó để ở đây là xám size 27 nha. Xám size 27 nè. Quần riêng là giống như mình mang dép vậy thôi. Mình đang mặc cái size nào hay mình đang mang cái dép số nào là mọi người phải biết chính xác chứ, đúng không? Giống như bây giờ cái chân mọi người mang dép số nào là mua số đó thôi, chứ mình đâu có còn lăn tăng nữa. Cũng như quần riêng thôi, từ khi mình lên cân hoặc là mình bị sụt cân á thì cái số quần riêng nó mới thay đổi. Hoặc là ví dụ như Hoàng báo là cái quần riêng này nó co giãn mạnh thì mọi người có thể là sụt xuống một xíu thì ok. Ví dụ như bình thường mặc 32 mà cái này mình lấy 31 á, thì vẫn được, vì là cái này co giãn mạnh, đúng không? Vậy thôi à. Rồi nha, ai lấy chốt cho Hoàng là xám 27 nè. Cái này là xanh 29 nè. Xanh 29 nha. Rồi đẹp giả man. Xanh mà có con ong nữa nè. Nha, xanh con ong. Cứ mọi người mặc size mô lấy size nữ là cũng vừa, bao vừa luôn, cái răng không vừa được. Ok cho Bảo Ngọc Nguyễn miền Tây nè. Xám 27 nè. 95.000 nè. Ok nha, 95.000. Rồi tiếp tục nè, size 27 hết rồi. Đặng Hạ ơi chốt cho bé Bảo Ngọc Nguyễn rồi. Cái này là size 29 nè. Đó, size 29 nè. Mọi người thấy không? Con ong 29 đi, chốt cho Hoàng con ong 29. Ví dụ như bình thường mọi người mặc size 30, cái này 29 mọi người vẫn mặc vừa. Bởi vì sao? Hoàng đã nói rồi, rinh này là rinh co giãn mạnh như vậy mà, nó có phải rinh thô đâu. Cái mông bự chà bá nó cũng chui vô được mà, nó giãn ra cho mình chui vô chứ đâu sao đâu. Đó, rồi ok, cái này cho Hồng Nhung Lê nè. Vừa hết chứ sao vừa. Cái rinh bố là không vừa đó, nó đâu co giãn đâu. Mình phải mặc là phải xịt size xuống. Còn cái rinh này là thoải mái vô tư cuộc đời luôn. Y như mình mang ghép nữa, mang vừa cái mô lấy cái nứ nữa thôi. Chứ bây giờ cái này thì Hoàng cũng không. Hồng Nhung Lê size 29 nè. Ok nè.
hồng nhung lê size 29, 95 ngàn nè. Ok, hồng nhung lê nè. Tiếp tục nè, cái này là size 27 mà tua nhanh nha, còn cỡ 20-30 cái gì đó nữa là hết nè. Trời ơi, nó giá nó bán 420 luôn mới chết chứ. Trời ơi, con ong này có mã size 27 nè. Con ong á, giống như cái quần size 29 vừa rồi, mà cái này là mã con ong đó, có size 27 nha. Rồi bán 420 ngàn cái quần. Nó về nè, nó bấm mạc, bấm đồ vô, nó bán kinh khủng khiếp á. Rồi ở shop mà, đồ này là đồ shop mà, hàng này phải hàng Quảng Châu nha, hàng Việt Nam xuất khẩu. Hàng Quảng Châu là nó tái sử dụng, là cái khuy chỗ này nó đã bị cắt hết ra rồi. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu thì nó chưa có cắt khuy. Hiểu không? Mọi người phải phân biệt là mua đồ vậy, vùng riêng có hai loại. Một là hàng Quảng Châu là hàng đã sử dụng rồi nó sẽ cắt khuy. Rồi cái này chốt cho Hoàng là size 27 nè. Mọi người coi nè, chất mà nó chất nó như vậy đây mà biểu mặt hỏng dù sao bình thường. Cái size 27 này nếu như cho Hoàng độ 57kg cũng mặc vừa. Hoàng cỡ ngày xưa Hoàng sinh viên á, là Hoàng mặc cỡ cái size này nè. Bình thường si sinh viên Hoàng cỡ 54kg á, thì Hoàng mặc size 28. Nhưng mà Hoàng nhìn cái 27 này thì mình vẫn biết là mình bon chen được. Đó, đó nè, chứ sao không vừa. Như vậy sao không vừa được. 5-7kg là trở lại cũng vừa luôn. Nhưng mà nó tóm lại là ví dụ như lỡ mà mua nó hơi ôm xíu là về mặt phải nhảy mấy vòng cho nó kéo lên được, rồi lần sau nó tự giãn ra. Thiệt. Ok, con ong 27 cho Bảo Ngọc Nguyễn nè. Bảo Ngọc Nguyễn nè, 95 ngàn nè. 95 ngàn Bảo Ngọc Nguyễn nè, miền Tây nè. Ok nè. Size 27 cho Đặng Hạ đúng không con ong? Chết mẹ rồi, con ong size 27 hết rồi. Con ong size 27 hết rồi nha. Hoàng thấy nữa nha, Đặng Hạ không có, Duyên Phạm không có, Trang Nguyễn không có. Qua size 27 nhưng mà nói là cái mẫu khác. Cái chữ này là chữ D gì nè, D and C gì đó, thôi giờ chốt mã để cho nó khỏi lộn. Rồi cái này size 27 nè. 27 này là mấy bạn cỡ 55kg nha. Dưới 55kg giúp Hoàng nha. Cỡ, nói tóm lại thì nếu như mà 55 là phải nhảy 2 vòng á. Còn không thì cỡ 53-54kg cho đến 4 mấy kg. Được chưa? Đó, rồi ai lấy mã rách size 27 chốt cho Hoàng là rách size 27 nè. Cái mã này là rách nha. Nó rách như vậy nè. Rách size 27. Trời ơi, nó quá đẹp luôn, nhận hàng mà có 95 ngàn bao giá toàn Facebook luôn. Nè, rách size 27 nha. Cái này chốt cho Hoàng là mã rách size 27. Ai lấy rách comment rách khoảng tua qua. Tại vì có người này người kia, có người to có người nhỏ mà, cho nên là phải để cho mấy bạn mua cho hết mẫu đi rồi xong rồi nữa. Ai lấy chốt cho Hoàng là mã rách size 27 nha. Cái này là rách rách này, phải ghi chữ rách vô đây. Rách size 27 nè. Để ai mà chốt là biết đường, chứ không biết đường cái gì luôn á. Rách size 27 là nó rách rách như vậy đó. Mua cái rách thì mặc cho nó ngầu. Rồi còn cái này là size 26 nè. Size 26 này là cái kiểu gì đây? À cái này là rách size 26 nè. Mã này nó rách rách, nó không phải rách là nó xước xước như vậy nè. Xước size 26 nha, kêu cho Hoàng mà cào xước 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 gì đó size 26. 26 này thì mấy bạn nè, 47-48kg trở lại. Đó có gì thôi chứ cái gì đâu. Ngày Hoàng học lớp 10 Hoàng mới mặc được size 26 này thôi. Rồi từ đó vĩnh viễn chưa bao giờ mặc lại size 26, càng ngày càng tăng size. Càng ngày càng béo là nó càng tăng size. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng là mã xước size 26 nha. Rồi tiếp tục like qua cái khác này Hoàng ơi. Phải để cho Hoàng like cho hết. Hoàng like cho hết chứ còn không là là biết làm sao. Đây nè. Giá bán shop người ta bán nè. 235.000 một cái quần. Thấy chưa, thấy chưa? Cái nào nó cũng có để giá bán hết trơn á. Cái nào nó cũng để giá bán hết trơn á. Con đinh này cái nào nó cũng để giá bán hết trơn. Có cái thì nó bị gỡ rồi, còn có cái thì nó để size 29 nè. Giá bán nè. Rồi cái này ai lấy chốt cho Hoàng là size 29 nha. 29, ai lấy 29 comment 29 nè. Comment cho Hoàng là size 29 nha. Rách xước cũng nhẹ thôi, lần này Hoàng lấy cái kiểu vừa phải thôi chứ không có rách rứa tùa lua tùa lè đâu. Rồi, ai lấy chốt cho Hoàng là size 29 nè. Cái màu xanh này là cũng khác cái màu xanh lúc nãy nè. Màu xanh này nó đậm hơn nè. Size 29 nha. Ai lấy comment cho Hoàng là size 29. Giá bán 235.000 đó. Thấy không? Rồi, ai lấy size 29 chốt cho Hoàng là size 29.
Ok em nha. Rồi size 29 thì Hoàng ghi chú lên đây. S29 nè. Ai lấy comment cho Hoàng là S29 là được nha. Ghi chú lên đây để cho nó khỏi lộn. Chứ không chút nữa không biết. Khi Hoàng mở ra như vậy là Hoàng đã tư vấn rồi đó. Khi mà chốt là chốt thôi, chứ mọi người hỏi lại Hoàng lại bất công. Không có biết đường. Bữa sau Hoàng mới like lại tiếp. Cái này là size 32 nè. Úi giời ơi. Size 32. Size 32 nè. Dành cho những chị em nào mà 60 mấy ký đây nè. Rồi ai lấy S32 chốt cho Hoàng là S32 nha. Cái này là S32, size 32 á, đúng rồi em. Rồi ai lấy size 32 chốt cho Hoàng size 32, S32. 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 Còn quần thể thao 30 kg không em ơi? Hết rồi, Hoàng bán cái lô nào là sạch sẽ lô đó luôn á. S32 này là cho Nguyễn Tân, là chị Nhi Nhi Phạm đúng không? Chị Nhi Nhi Phạm nè. Chị Nhi Nhi Phạm là 95.000 nè, đúng không? Chị Nhi Nhi Phạm là Nguyễn Tân đúng không? Rồi cái này là S29 này là cho Hằng Trần nè. Ok nè, S29 này cho Hằng Trần nè. Mọi người cứ yên tâm là Hoàng ghi chú ở đây nè, chẳng bao giờ sai được hết trơn á. Hằng Trần nè, 95.000 nè. Còn 20-30 cái gì đó tua nhanh cho mọi người lựa cho xong. Rồi ai thích thì bữa sau Hoàng mới like lại tiếp, chứ không có like liên tục được. 32 Hoàng không thấy mua nữa, 32 Hoàng thấy hết mất dép rồi. Rồi cái nào nó cũng để giá bán 235.000 nha. Quay cam sau thì mọi người mới thấy, quay cam trước thì mọi người không thấy. Cái này là size 29 nè, 29 nhưng mà nó như 29-30 á. Nó cũng như 29-30 vậy. Chốt cho Hoàng là mã số 7 đi ha. Chốt cho Hoàng mã 7 nha. Size 29 mà nó cũng muốn gần như size 30 nha. Chốt cho Hoàng, chốt cho Hoàng là cái này là mã số 7. Mã số 7 nha. Nè, mã số 7. Mã số 7 nè, hai, cái này là size 29 thôi. Mã số 7, mã số 7 nè. Ai lấy mã 7 comment mã 7 cho Hoàng. Cái này là mã số 7 nha. Size 30 không thấy có một cái chứ mấy. Chốt mất tiêu cho khách rồi. Cái này comment cho Hoàng là mã 7. Size là size 30, quên, size là size 29. Mã số 7 này, ghi chú số 7 lên đây. Ai chốt số 7 là Hoàng lựa mình ghi tên thôi. Đợi Hoàng xíu nha. Mã 7 cho Hương Kim nè. Ok nè. Mã 7 cho bé Hương Kim nè, 235.000 nè. Giá bán đó. Hương Kim nè. Hương Kim ok nè. Nhận hàng nó đẹp rồi lần sau mà sốt nó sale Hoàng gom cái lô này cho. Có một lô là rinh bố Hoàng không nhập đâu. Hoàng ghét cái rinh bố đó lắm luôn á. Mặt chẳng có co giãn chẳng sướng gì hết. Mua size đâu rồi? Cái này là size 30 nè. Cái này là size 30 nè, 30 mà nó cũng muốn bằng 32 luôn nè. 30 mà nó cũng muốn bằng 32 luôn nha. Mọi người nghe Hoàng tư vấn số ký nè, 30 mà nó cũng muốn bằng 32 luôn. Nó vừa cái dòng cổ Hoàng luôn nè. Là cái này có thể là 65kg cũng được luôn á. Nếu như có chiều cao tốt, 65kg cũng được. Hoàng mà không bầu là Hoàng nhắm cái quần này mình mặc vừa nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Cái này là S30 đi ha. Nó là ghi trên cái quần là size 30 nhưng mà cái độ co giãn nó tốt thì mấy bạn mà mặc size 32, 31 là vẫn mặc nó vừa. Hiểu ý Hoàng nói không? Hoàng nói là Hoàng chịu trách nhiệm nha. Nha, chứ không phải nói qua cầu gió bay. Hoàng cầm, Hoàng thấy cái chất như vậy nè. Một cái mông thôi là nó đã bự cho bá rồi. Nha, rồi ai lấy chốt cho Hoàng là cái này là S30 nha. Size thì nó để size 30 thôi. Nhưng mà cái độ co giãn này tốt thì có thể nông ra được 31 cũng được. Bạn nào bình thường mặc size 31 cũng có thể lấy được cái này. Chốt cho Hoàng là S30 nè. Chất gì mà giãn ghê luôn. S30 nha. Mặc cái quần này sướng lắm á. Mặc quần mà như không mặc quần. Không phải, mặc quần riêng mà cảm giác như không phải đang mặc cái quần riêng. Nó không hề gây cho mình tức bụng, tức biết. Hoàng thích cái kiểu quần riêng này ghê lắm. Mà đi mua shop mua là hơi bị nhiều tiền đó. Ồ, cái này nè. Cái này lấy gì đây? Cái này là size SML. Ok ok em nha. Ok mai chị Hoàng chốt cho. Rồi cái gì đây trời? Cái này là nó, cái quần riêng này là quần riêng nó baggy mất tiêu rồi. Lưng thun rồi. Túi hộp rồi. Size L. Size L nhưng mà cái này nó ghi size L. Size L là tương đương cỡ 27-28 nè. Bạn nào mặc size 27-28 thì lấy.
Bạn nào mặc size 27, 28 thì lấy cái mẫu này Hoàng xe cho mấy bạn là giá 75 ngàn nha. Bét ghi lưng thun này Hoàng tri ân. Tại vì có 3 cái nên Hoàng tri ân cho mọi người này. Size này là size L. Size L thì nó tương đương cỡ 27, 28 ký. Được chưa? Ơ quên lộ, size 27, size 28. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là cái này là mã quần nè, bét ghi mà ở dưới nó bao bao như vậy nè. Size L là tương đương 27, 28 và đây có cái túi hộp nè. Rồi lấy thì chốt cho Hoàng là mã 75 đi ha. Mã 75 nha. 75 là 75 nghìn nha. 75 nghìn đồng. Còn size là size L, tương đương với size 7, size 27, size 28 Hoàng ghi vô đây. Mã 75 là 75 nghìn nè. Bạn mua chốt là biết đường tính liền. Rồi nha. Nó có size M và size S luôn. Ai muốn lấy mã 75 size M thì chốt, ai muốn lấy mã 75 size S thì chốt, ai muốn lấy mã 75 size L thì chốt ha. Cái này nó theo ri luôn nè. Nó có một ri nó lộn vô đây nên Hoàng sale 75 nghìn là nó sẽ có S, M, L luôn ha. Coi thử con sơ ri nó mặc được cái size nào thì để cho nó cái nó mặc đi học. Tại vì con nít á nè, nó cũng dạng bình thường thôi nhưng mà nó là dạng baggy. Ở đây là nó lưng thun và ở dưới là nó sẽ bo như vậy nè, bo ống như vậy nè. Đó, dễ thương lắm. Mặc cái kiểu này thì dễ thương ngất ngay luôn. Nó vẫn có túi bình thường nha. Đây nè, túi rất là sâu bình thường nha. Không có gì hết. Cái này là size M nè. Size M và có cả size S luôn. Size M và có cả size S luôn nha. Cái này là có ri à, nên Hoàng bán đại cho mọi người luôn á. Sale luôn cho mọi người. Rồi nè, size M, size S luôn. 75 size L cho Bảo Ngọc Nguyễn trước nè. Ok nè. Bảo Ngọc Nguyễn size L nè. Bảo Ngọc Nguyễn nè. Bảo Ngọc Nguyễn ok nè. 75.000 size L nè. Có size S và size M luôn nha. Nè, nó có size S luôn và size M luôn. S và size M. S 75 hả? Cho Phạm Dầu hả? S 75 ok cho Phạm Dầu nè. S 75 cho Phạm Dầu nè. Đó, S 75 nè. Hàng này là xịn sò lắm. Túi hộp và cái kiểu vậy nè. Trời ơi, nó hơi bị dễ thương đó nha. Chứ không phải đâu, mặc cái này lên á, với mặc cái áo mà cờ rách tốt thì thôi chứ. Nó chanh xả dễ sợ luôn á. Size S nè. S nè. Rồi, S nè cho Phạm Dầu nè. S 75 cho Phạm Dầu nè. S 75 cho Phạm Dầu trước rồi nha. Nó còn M 75 nữa. M là size đó, 75 là 75 nghìn đó. Hiểu không? Rồi nha, cái này cho Phạm Dầu nè. Phạm Dầu, ok nè. Ok, xong nha. Rồi bây giờ đợi Hoàng xíu, còn mấy cái còn like cho trọn vậy. Cái like, cái đặt, cái chị em rồi mình ơi. Xong rồi mình qua cái mẫu khác cho. Để nhanh thôi, không lâu nữa đâu. Còn có mười mấy cái nữa à. M75 cho Đặng Hạ nè. M75 cho Đặng Hạ nè. Cái này có ri à. Đặng Hạ size M75 nè. Đó, size M nè. 75 nè. Cái Đặng Hạ này là 75 nè. Nó lộn vô một ri bét ghi Hoàng bán thí cố mùa nội. Ủa, cũng còn một cái size M nữa. Nhưng mà cái màu này nó sáng hơn cái màu kia. Nè, nó là xanh nhưng mà xanh sáng. Cũng bét ghi luôn. Rồi ai lấy cái này thì chốt cho Hoàng là số 10 đi ha. Có nghĩa là cái này là số 10. Số 10 nha, cái màu xanh này nó nhạt hơn cái màu xanh lúc nãy Hoàng like cái ri kia. Nó vẫn còn lộn vô một cái M nè. Nhưng mà xanh này là nhạt hơn, ai lấy thì chốt cho Hoàng mã số 10 nha. Mã số 10. Cái xanh này nó nhạt hơn cái xanh của cái ri kia nha. Rồi vẫn bán 75.000 coi nè. Size M nè. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Ai lấy thì chốt cho Hoàng là mã số 10 nha. Mã số 10, ai lấy mã 10 chốt mã 10. Rồi ai lấy mã số 10 chốt mã số 10 giúp Hoàng nha. Mã số 10 giúp Hoàng nè. Cái này còn may cho Hoàng mã số 10 nè. Mã số 10 nha. Rồi bây giờ Hoàng lo tua nhanh một phát. Sắp hết rồi. Còn có mười mấy, 20 cái nữa cho Hoàng tua nhanh hết rồi. Để ai lựa được cái size mô lựa. Còn không bữa sau Hoàng tua lại. Lại cái khác. Ôi có một cái xám nè. Cái gì vậy? Bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi. Một cái xám size 26 nè. Size 26 chứ không phải size 2. Không phải là size 29 đâu. Coi qua màn hình nó bị ngược á. Rồi có một cái xám size 26 nè. Ai lấy chốt cho Hoàng là mã xám size 26 nè. Xám lông chuột như vậy nè. Size 26 rinh này là có co giãn hết. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là xám size 26 nha.
Cái xám size 26 là có xước nhẹ nhẹ, cao cao, xước nhẹ nhẹ như vậy nè. Màu lông chuột nha, màu lông chuột, lông chiếc gì đó. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là xám 26. Xám 26 nha. Hàng này là hàng rinh xịn lâu rồi đó. Xám 26 cho Phương Hướng này đẹp quá trời luôn. Ủa em đẻ xong rồi em gầy là bình thường luôn hả Hướng? Phương Hướng nè. Nên em vẫn mặc size 26 như bình thường vậy á hả? Hay quá vậy. Đẻ xong rồi nó gầy là như bình thường luôn hả em? Đẻ xong có khi nào Hoàng còn 60kg không? Hoàng đang mơ mộng ảo huyền đây. Có cái gì vậy ông ơi? Duyên Phạm M10. M10 cho Duyên Phạm nè. Duyên Phạm nè. Ok nè, mã 10 cho Duyên Phạm nha, 75.000 nè. Ok nè, mã 10 cho Duyên Phạm 75.000. Biết khi mô đẻ xong nó còn được không? À 48kg thôi hả? Gầy nhanh quá vậy. Ở đùa, cái quần này bự cho bá vậy. Size L. Size L mà ống rộng. Size L ống rộng này tương đương 29-30 nha. Size L là tương đương 29-30. Cái quần riêng mọi người mặc 29-30 á. Cái này thì 60kg cũng mặc được nè, 62kg cũng mặc được nè. Tại vì giãn nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã ống rộng nha. Ống rộng, ống rộng. Size này nó ghi trên đây là size L. Nó ghi trên cái quần là size L, là tương đương với size 29-30 đó nha cả nhà ơi. Chốt cho Hoàng ống rộng 95.000 em Kiều Thủy ơi. Ống rộng nha. Rồi ai thích cái mẫu ống rộng này thì hốt. Ai ưng ống rộng thì comment ống rộng nha. Lâu lâu bà bầu mới like một lô riêng thôi. Cái riêng đời được mấy nghìn nhưng mà like cực lắm. Like cực lắm. Nhưng mà lâu lâu cũng phải về để phục vụ mọi người. Chứ cực lắm, like riêng là phê như con cá trê. Rồi ống rộng size L nha. Rồi ok, cái này cũng ống rộng size L luôn. Có hai cái ống rộng size L luôn. Ai lấy thì chốt, có hai cái ống rộng size L. L là tương đương 28-29 đó cả nhà ơi. Ai mà thường xuyên mặc quần riêng quanh năm suốt tháng là quá rành. Hồi trước mà Hoàng không bầu thì thỉnh thoảng mình chơi legging thôi. Nhưng mà mình đi đâu lịch sự thì mình phải chơi quần riêng. Tại vì legging thì nhiều khi nó bo quá đó, thì phải mặc với áo phông dài. Còn cái quần riêng đó thì mình hay mặc quần riêng nè. Còn chủ yếu là mặc quần riêng với áo thun, áo phông là chính. Rồi có một cái size S nữa nè. Rồi cái này chốt cho Hoàng là mã số 8 nha. Size S nè. Size S này là tương đương. Ui trời ơi đẹp chưa. Hoa cúc. Hoa cúc size S nè cả nhà. Chốt cho Hoàng là hoa cúc size S nha. Size S á, là nó tương đương size 27, 26, 27. Bình thường mọi người mặc quần riêng size 26, 27 thì cứ lấy nó là vừa thôi. Nó cỡ tầm 4 mấy ký là vừa thôi. 47, 46, 47, 48 ký là vừa. Và riêng này có co giãn mà. Đúng không? Chứ đâu phải là riêng, riêng bố cứng nhắc cứng ngơ đâu. Rồi ai lấy mã hoa cúc, chốt hoa cúc nè. Ngầu à. Cưng à. Có một cái một hơi lộn vô thôi nè. Ống rộng mà hoa cúc luôn nè. Hoa cúc là đang hot bây giờ đó. Bây giờ hở ra là người ta cứ kêu hoa cúc, hoa cúc. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Mà hàng này là hàng nghiêm, hàng Việt Nam nha. Nghiêm, chứ không phải là hàng bên Quảng Châu nó sale ra đâu. Mùa dịch này ai dám nhập đồ Quảng Châu bán gớm với mẹ luôn. Mang virus corona qua nữa. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Hoa cúc size S á. Còn phí nữa like cho xong nè mấy nàng ơi. Đó, nó về là từng cục như Hoàng không có biết cái size gì đâu. Đâu có thời gian mà bung ra coi mẫu đâu. Bây giờ mới like cho mọi người là sẵn vừa coi luôn á. Rồi tư vấn luôn. Rồi ai mua được cái chi mua. À đù, cái ri này size bự nè. Mô Phật, cái này có size 35 luôn. Ghê chứ. Kinh rửa à. Mọi người chấm bài cho bầu với. À đù, cái này có size 35 luôn nè. Kinh chưa. Thật là kinh dã man. Úi giời. Size 35 này thì thiệt 70kg cũng vừa. 70kg cũng vừa. Có nghĩa là bây giờ bà bầu mà không có bầu mà 70kg cũng chơi vừa luôn. Ai lấy chốt cho Hoàng là size 35. Size 35 nè. Quần là lưng cao hết trơn, chứ không có nào lưng ngắn hết trơn. Thấy cái đáy không? Vô lên vậy là biết cao rồi nè. Đó, nó kéo cao lên vậy. Chứ cái ngắn ngắn thì nó tới đây chứ mấy. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Nè, size 35. Nó đồ kinh thiệt cái chứ. Không ai lấy cái này, bà bầu hốt liền cái này. Biết gì không? Đẻ xong mặt chơi. Năm nay đang mốt hoa cúc chị ạ. À? Đúng rồi, năm nay cái gì cũng hoa cúc hết trơn. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là size 35 nha. Chu cho nó bự khổng lồ luôn. Mô Phật.
35 đi mà không mà 70kg mình chơi vừa nữa là. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là size 35, 95.000 mọi người ơi, size 35 nha. Bự cho bá lửa. Size 35 bự cho bá lửa, ai bự thì hốt liền. Trời ơi. Cái này là size 28 nè, màu xanh này, màu xanh dễ thương nè. Hồi nãy giờ chủ yếu là xanh mà cái kiểu xanh này là không có nè. Size 28 nha, size 28 nè. Mọi người chấm bài cho bầu với, trời ơi, cái kiểu này dễ ghét không? 28 nhưng mà nó cỡ tầm 28 nhưng mà nó cỡ tầm ừ thôi 28 thì nó ghi 28 thì chẳng 28. 28 nha. Size này là size 28 nè và nó ở dưới cái ống nó như vậy nè. Chốt cho Hoàng là mã chữ đi ha, chữ nha, size 28. 28 nhưng mà theo thằng cầm đó thằng độ thì có nói giống size 27, 26, 27 thôi, giống size 27 chứ không chưa được 28. Nhưng mà nó có co giãn, có nhiều khi cái chất nó co giãn nên nó làm cái size quần như vậy đó. Chứ mà thiệt ra thì Hoàng cầm đây thì Hoàng tưởng tượng nó cỡ 27 thôi. Nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, cái này chốt cho Hoàng mã chữ nè, tại vì ở dưới cái ống quần đó nè có cái chữ nè. May hai cái tà lẹt qua nữa nè. Mà cái màu xanh này lạ nè. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha, 35 cho Hương Kim. Rồi cái size 35 đó mua là sướng luôn, ai mua trúng mắng bà cố luôn. Người to là mua được cái size 35 là sướng, đẹp quá, thiệt sự là rất là đẹp luôn mọi người, rất là đẹp luôn, dễ thương lắm. Rồi cái này là cái chi của ta? Cái này là mã chữ ha, ai lấy mã chữ thì chốt cho Hoàng mã chữ nha. Ai lấy chữ chốt chữ cho Hoàng, size 35 là cho bà bé Hương Kim nè. Ok nè. Size 35 là cho bà bé Hương Kim nha, ai lấy mã chữ chốt chữ cho Hoàng. Có size 31, 32 hốt liền hả? Ok, đợi hồi xíu rồi thôi coi thử coi. Ok, cái size 35 cho bà bé Hương Kim nè. Thôi kiểm tra chứ nó lộn một vát là tua luôn. Hương Kim nè. Hương Kim, ok, Hương Kim nè. Nhận hàng nó đẹp rồi, nếu như mà đẹp á thì Hoàng sẽ nhập về tiếp cho mọi người mua. Nếu như mọi người nhận hàng mọi người thấy đẹp á mà bên xưởng nó còn sale tiếp thì Hoàng lấy cho mọi người mua. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. M chữ nha. Ai lấy cái này size 28 M chữ. Chốt cho ai đây? Duyên Phạm, ok nè. Duyên Phạm nha, ok Duyên Phạm nè. Coi phải size 28 luôn không ơi. Còn lô biết đâu nữa. Ok size 28 này chốt cho Duyên Phạm nè. Cái này dễ thương thiệt, rất là dễ thương luôn. Ok chốt cho Duyên Phạm nè. 95.000 thôi, ở mô mà mua được cái quần rinh có 95.000 nè. Rẻ bèo luôn. Chốt cho Duyên Phạm nè. Còn mấy cái nữa là Hoàng like qua mẫu hot girl tùm lum tà la cho mọi người mua. Ok nè. 95.000 em ạ. 95.000 em ơi. Ok Duyên Phạm, ok. Cái gì mà cái quần nó để giá bán 420 nó ác thiệt cái chứ. Rồi cái này là size 26 nè. Đó. Ai muốn lấy size 26 thì comment là S26 nha. Cái màu trơn này như vậy nè. Nó tóm lại là bạn nào 4 mấy ký là hốt size 26. Bình thường mình mặc trên size 26 thì lấy size 26 thôi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là S26 nha. Mai chốt cho em nha, ok bé Hương Kim nha. Rồi ai lấy S26 chốt cho Hoàng là S26. Cái này là S26. S26 nha. Hoàng ghi chú chữ S26 thôi chứ không biết đâu mà lần. S26 là size 26 đó. S26 là size 26. Nhiều lắm. Đồ về yên tâm, bà bầu cứ bán. Khi mua bà bầu đẻ thì thôi, đẻ thì không biết nữa. Ôi cái này dễ thương. Size 26 luôn mà chốt cho Hoàng là mã xám. Size 26 kia. Cái kia là xanh 26 đi à, S26 đi. Còn cái này là xám 26 nè. Cái nào này là màu xám lông chuột này, giống bé Phương Hướng hai cái nè. Mở dưới nó cũng có chữ và phối như vậy nè. Đẹp chưa, đẹp chưa. Rồi cái này là chốt cho Hoàng là mã xám size 26 nha, mời chữ hết rồi. Em chỉ chốt cho bé Duyên Phạm rồi. Phạm Thảo Vy ơi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là cái mã này là xám size 26 nha. S size 26 thì chị Long Vy, ok nè. Ok S 26 thì chị Long Vy, ok nè. Cho chị Long Vy nè. Rồi ok. Còn cái này là màu xám nha, nó màu xám, còn cái kia là S26 rồi nó màu xanh xanh. Rồi, tua nhanh nè. Còn cỡ tầm 10 cái nữa, tua nhanh là qua mẫu liền cho mọi người. Cái này size bao nhiêu? À, cái này size 30. Cái này là size 30. Ai lấy S30 comment cho Hoàng là S30. S30 là size 30 á, xám 26 ok cho Kiều Thủy. Cái xám này dễ thương lắm nè. Cái xám này dễ thương lắm.
kiều thủy này, mà màu xám là hiếm lắm á, lâu lâu mới có cái màu xám thôi. Ok, xám cho kiều thủy có luôn nha. Rồi ai lấy cái này là S size 30 nè. Cái ở dưới quần là nó như vậy nè. Đó, ai mà chờ size 30 là hốt liền cái này. Toàn bộ là chất co giãn hết nha mọi người nha. Bao cho mọi mình là chất là giãn như vậy nè. Đó, chứ không phải là rinh thô nha. Lưng đáy là đáy cao luôn nha, chứ không có đáy là lùng lùng đâu. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng. Cái này là em có chốt nhưng mà em toàn là chốt sâu người ta, không phải Thảo Vy rồi. Tại vì cái này nó đâu có trùng mẫu đâu. Mỗi cái một size rồi em chốt sâu người ta không á thì chị đâu có đọc tên đâu. Chứ ai mua chẳng bán. Cái này là chốt cho Hoàng là S30 nha. Ai mua cũng bán hết, nhưng mà đúng cái mẫu em thích thì người ta cũng thích luôn. Và em phồ men thì nó sâu tít thò lò luôn nên có được cái chi mô. À đù, còn sót một cái size 34 đây nữa nè. Size 34 nè. Đó, bây giờ nó lòi lòi ra size bự nè. Ai lấy chốt cho Hoàng là S34 nha. Nè, thấy size 34 chưa? S34, chu cho má ơi. Trời ơi là trời. Thiệt luôn á, cái này 70kg nhào vô. Cam kết mặc vừa. Trời ơi, nó bành ra còn bự hơn cái mông bà bầu luôn. Mà nghĩ sao mặc không vừa. Nè, đã chưa? Quá đã luôn. Cái size lớn này mà đi siêu thị mua đúng không? Trước á, hồi Tết vừa rồi á, Hoàng béo quá. Mà Hoàng đâu có nhặt được cái gô quần size bự để mà mặc đâu. Đi siêu thị mua 300 mấy chục ngàn một cái quần mà vải thô chứ không phải mềm như cái vải này đâu. Vải này là jean mà mặc giống như không mặc vậy đó. Có nghĩa là mặc jean mà mình có cảm giác nó thoải mái giống như không mặc. Tại vì jean này là jean mềm. Hiểu không? Sướng lắm. Phải giỡn đâu. Nhận hàng đi đẹp rồi Tết Hoàng nhập về bán cho mua tiếp. Ok, cho chị Nhi Nhi Phạm size 34 nè. Cho chị Nhi Nhi Phạm size 34. 95.000 một quần nha cả nhà ơi, 95.000 một quần. Hương Kim size 30. Ok này, Hương Kim là size 30 trước bà bán mai bông rồi, trước có xí à. Nhưng mà vẫn phải trước rồi size 30 nè. Hoàng có ghi chú này là chẳng bao giờ sợ hết, Hoàng ghi S30 nè. Hương Kim là size 30 đó, Hương Kim nè. Nhất là mấy chị em béo bé mà được lựa quần bự là sướng lắm. Còn cái này size 28 nè. Size 28 nè. Đi đưa. Size 30 để em cãi hả? Chứ em mặc size 30 nữa. Mặc size 30 hay đâu? Mời em hỏi để chị Hoài xem nữa. Còn có bà bé mai bông phía sau nữa còn chưa có. Cái này là cái này nè, chốt cho Hoàng làm mã rách size 29 nha. Cái này nó rách mà size 29. Coi được cái size cũng xịt mất ca ám bộ. Nó ghi ở tút trong đi nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng làm mã rách size 29 nha. Toàn bộ là chất rinh mình nè. Là co giãn nè, thấy chưa mọi người thấy không? Co giãn như vậy nè. Chứ không có phải là rinh, là rinh thô, vải thô cũng nhắc. Và rinh này mà nó mềm xèo lắm nè. Nó rất là mềm luôn. Giống như là mình xả nước vải từ bao giờ vậy đó. Có nghĩa là rinh này á, mặc vô nó sướng lắm á. Nó không phải là rinh thô, rinh bố đâu. Cái dạng rinh này rinh mày mặc vô tới đâu là nó ôm và nó giãn ra tới đó, nó sướng lắm á. Mặc mà mình tưởng như đang mặc cái quần legging chứ mình không có cảm giác là bị cấn bụng hay chật chội giống như mình đang mặc cái quần jean. Cái kiểu nó vậy á. Ai lấy rách size 29 nè, chốt cho Hoàng là rách size 29 nè. Hoàng ghi chữ R size 29 đã. Bà bầu á hả, bây giờ sao lụm thụm quá vậy? Rách size 29 nè. Rồi, R size 29 đó, ai lấy thì chốt. Size 29 thì mọi người bình thường mặc size nào thì mặc size đó nha mọi người nha. Bình thường mọi người hay đi mua quần jean mặc size nào mặc size đó giúp em. Rồi cái này là size 28 nè. Là Hoàng có xanh nhạt với xanh đậm size 28. Bình thường mọi người hay mặc quần jean size mô, mọi người cứ chốt size nữ là vừa. Bình thường mọi người mua quần jean size mô mặc size nữ. Chứ bây giờ nhiều khi em tư vấn nó cũng không có ổn nữa. Em sợ bây giờ cũng lục nghề rồi, em tư vấn nó không có ổn nữa. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, xanh nhạt này là size 28 nè. Và rinh này nó có co giãn nè. Xanh nhạt size 28 nha. Xanh nhạt thì nó xước xước như vậy chứ nó không phải rách. Size 28 và xanh và size 28 này là có xanh nhạt với xanh đậm nè. Em còn có mấy cái nữa là em qua mẫu này luôn. Hết rồi. Rồi size 28 hết đây. Trời ơi, một cái quần mà nó dán bán ra 300 mấy chục ngàn kinh đứa. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng là xanh đậm với xanh nhạt nha. Size 28 nó đều xước như nhau hết. Nhưng mà một cái đậm nè. Thấy không? 28 nha. Với lại một cái nhạt 28. Ai thích cái nào thì nhích cái đó. Thấy không? Xước như nhau hết. Nhưng mà một cái xanh đậm hơn, một cái xanh nhạt hơn. Rồi size 29 đắt cho Hương Hoàng nè. Hương Hoàng nè. Ok nè.
Hương Hoàng 29 nè. Hương Hoàng 29 95 ngàn. Nhiều khi cái quần rin này em sợ em không dám tư vấn. Mấy bình thường là mấy chị mặc size mô mấy chị biết cho nó, tại vì là có nhiều chị là cao, có nhiều chị là thấp, đúng không? Nên không biết đường mua mà lần sợ. Size 28 xanh đậm này cho thoa trần trước nè. Em hồ men sau thoa trần luôn rồi thêm trần ơi. Thoa trần xanh đậm nè. Thoa trần nè. Ngoài giờ còn cái xanh nhạt thôi, còn cái xanh nhạt thôi chứ xanh đậm là hết nha. Xanh nhạt size 28 nè. Đó, cái màu xanh nhạt nhạt như vậy thôi. Với đằng sau nè. Nó cũng xước xước sơ cái túi nè. Xanh nhạt ha. Xanh nhạt thôi chứ xanh đậm là hết nha. Nha. Xanh nhạt thôi, xanh đậm là không có còn nha mấy tình yêu ơi. Xanh đậm hết rồi Hồng Nhung Lê ơi. Còn cái nhạt này chị mua lấy chốt nhạt giúp em. Xanh nhạt giúp em 95.000 một quần nha mấy chị yêu dấu ơi. Xanh nhạt thôi, đậm hết rồi. Đậm hết rồi. Mấy chị mua thử cái đẹp lần sau em về em bán tiếp cho. Lần sau mà bên shop nó sale em gom về em bán cho. Cứ nhận hàng đi rồi tính. Ủa, sao shop một ri bét ghi ở đây nữa nè. Bét ghi thì em tri ân cho mấy chị là bao nhiêu ta. Bét ghi này tri ân cho mấy chị 75.000. Có size SML này. Xanh đậm hết rồi, còn cái xanh nhạt 28. Chị mua lấy xanh nhạt, chốt xanh nhạt cho em rồi em qua mẫu luôn nè. Em đi like cái khác nha. Ui trời ơi, cái này là bét ghi. Bét ghi em bán 75.000 này, mini game cho mấy chị nè. Đó, thì nó sẽ gồm size SML nha. SML em tua qua nhanh đi. Chị mua thử cái, 1, 2 cái, 3, 4 cái gì đó. Mặc đẹp lần sau mua nữa. Chủ yếu là Tết này em sẽ về nhiều. Em sẽ trữ hàng, lúc mà ra tháng là em sẽ nhập cái ring này em bán. Tại vì cái ring này em thích á. Rồi nha, cái này là SML cho em. Cái này size L á. Size L thì chắc cũng phải 55, 57 ký gì đó, SML. Đó, nó là túi hộp như vậy nè. Rồi dưới nó bo cái trống như vậy nè. L75 cho Uyên Thuyền nè. L75 Uyên Thuyền nè. Cái xanh 28 thì cũng chỉ còn xanh nhạt thôi mấy chị ơi. Xanh đậm là em hết rồi. Chị mua ưng cái xanh nhạt thì lấy giúp em nha. Hết mắt ghép rồi. Uyên Thuyền size L nè. Uyên Thuyền size L nó còn M với S nữa. 75.000 cái quần này là 75.000 nha. Xanh nhạt ok cho Nhung Ngọc nè. Xanh nhạt cho Nhung Ngọc nha. Bà Thoa Trần thua Nhung Ngọc nè. Ok nè. Rồi ok, xanh nhạt cho Nhung Ngọc rồi xong. Cái này là còn size M với size S nè. Coi size S sorry mặt vừa để dành sorry cái mặt để học thêm rồi thôi. Qua mẫu nha. Qua mẫu ring nha. Và Hoàng sẽ bán cái áo character cho mọi người phối. Vì quần này là lưng cao. Nó không phải lưng lùn đâu sợ. Nó phải lưng mà mặc rồi hở cả khúc râu. Nó kéo tới lỗ rúng ở lưng cao. Tại vì mốt quần ring năm nay đâu có lưng lùn nữa. Lưng ngắn là lưng mà ngắn là của năm ngoái. Còn lưng năm nay á, là lưng cao để nó mặc với áo character. Không có còn lưng ngắn nữa đâu. Fashion năm nay là vậy. Rồi nè, có cái size S với size M. Nó tóm lại là seri mà nó mà mặc cái quần này là phải cắt mất khúc tới đây. Mà cắt mất khúc á thì nó mất cha cái chỗ này nè. Nó lại xấu. Seri thì 30kg thì nó cũng mặc size S giống mọi người mà phải cắt mất khúc. Nó lùng mà. Chứ còn không thì size S này là cỡ tầm mấy bé là cỡ 43-44kg đó. 43-44kg là nó mặc được. 42-43-44kg tại vì chất này co giãn nè. Thấy cực không? Mà seri mà nó muốn mặc size S là nó phải mất tiêu cái này ủ à. Nó bo bo vậy nó mới dễ thương, nó mất thì nó mất dễ thương luôn. Mà cắt xong khúc đó đâu có ai may lên lại được đâu. M75 cho Phạm Thảo Vy ok rồi. M75 cho Phạm Thảo Vy ok nha. Phạm Thảo Vy nè. Rồi bây giờ Hoàng sẽ bán áo crop top nha. 75.000 nè. Bán áo crop top cho mọi người mặc phối với cái quần này hen. Nó tóm lại là Hoàng đã tua qua hết rồi đó. Vẫn còn một cái size 32 này. Cái chị mua đòi hỏi size 32 không nè. Vẫn còn một cái size 32 ở đây. Chị mua hồi nãy chưa mua được size 32 lấy nha. Đây cái size 32 nè. Vẫn còn một cái size 32 ở đây nha. Mà màu trơn như vậy size 32 chất co giãn nè. Đó chị mua mà chưa mua. Ý là chị mua mà béo 60-62-65kg đó. Mà chưa mua được cái size bự mua thì hốt nha. Đây vẫn còn sót một cái size 32 đây nè. Đó size 32 nha. 32 là 60kg. Ví dụ như chị nào lớn tuổi thì nhiều khi là cái vòng này của mình nè, nó hơi có mua mỡ thừa xíu á. Còn mấy bạn trẻ mà 65kg thì nó lại khác. Mà mấy bạn, mấy chị mà hơi đại loại là mình có tuổi xíu. Nó đại loại là mấy chị phải hiểu là không phải là cùng số ký mà nó giống nhau. Cùng số ký nhưng mà nhiều khi do lứa tuổi và do cái chiều cao nữa nên nó sẽ khác. Mấy chị lớn tuổi thì nó sẽ khác hơn mấy bạn và trẻ. Trẻ thì dù gì cái mô thịt nó cũng còn rắn chắc hơn á, nó khác.
nên là mọi người lấy thì mọi người cứ cân đối ra lấy ha. Size 32 này cho Phạm Dầu nè. Ok nè, size 32 cho Phạm Dầu nè. Ok nè. Ok, size 32 này cho Phạm Dầu nè. Size M bao nhiêu ký vừa chị hả? Size M thì tương đương với size 27, 28 này mà. Size M thì tương đương 27, 28. Hoài vẫn còn size 31 với 30 nha. Mà còn cỡ tầm chục cái size 31, 30 chị mua ưng lấy thì lấy. Cô chị cho mà ơi. Hoài vẫn còn size áo crop top, mặc quần này đẹp nè, bữa em mua 4 cái rồi chính xác đó. Bây giờ Hoài sẽ sale áo crop top cho mọi người. Áo crop top mặc với quần, nó tóm lại là ai á mà có cái bụng bự á thì mặc áo phơn rộng với quần jean, áo sơ mi với quần jean để che khuyết điểm. Còn ai mà cái dáng mignon mà mặc quần có size 27, 28, 26, 29 thì cứ mặc áo crop top nó vừa chạm cái quần này, nó xinh vô cùng xinh luôn. Thì đó là tùy vóc dáng chứ Hoài có biết mô nha. Mình béo thì mình phải giấu mất mỡ bụng chứ sao. Hoàng có bao giờ mặc được áo crop top đâu. Béo hồi xưa thì còn mặc được nha, hồi mà năm mấy ký toàn mặc áo crop top cũng thích lắm á. Nhưng mà giờ bụng bự rồi mặc làm chi được nữa. Rồi nha, để Hoàng nha nhá 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 sơ thử coi. Coi thử còn cái size gì không. Rồi nha, có ai thích tua cùng riêng rồi tua lại cho. Rồi 95.000 một cái nha, cái này là size 29 nè. Cái này là màu xanh đậm rì rì luôn. Xanh đậm size 29 nè. Xanh đậm này size 29, hàng này là hàng co giãn mạnh luôn ha. Lá Hạnh cái Hoàng ghi số 1 á, cái Hoàng ghi số 1 cái mô trời. Bây giờ phải tìm á, tua lại tìm thử coi ai biết luôn. Rồi nha, bây giờ Hoàng qua cái mẫu quần riêng nha cả nhà. Số 1 đâu? Số 1, số 1, số 4 nè, số 1 nè. Số 1 là cái này nè. Ghi số 1 nè, đó. Hoàng ghi có lần không có tẩy xóa gì trơn á. Y chang như vậy luôn, số 1 là size nhiều. Số 1 là size 28 nhưng mà nó cỡ như là cái mã hoa. Số 1 là cái mã hoa. Nó ghi trên quần là size 29 nhưng mà Hoàng thấy nó giống như size 26, 27 à. Đó, là số 1 đây nè, Hạnh nè. Đúng thì ok nha, mà không đúng thì thôi. Size 29 cho hàng tròn ok. Size 29 này cho hàng tròn này để Hoàng mở lại coi lại đã. Mỗi lần mọi người mua là phải tua lại coi. Ok, 29 này cho hàng tròn nè. Mọi người mặc size mô cứ lấy size lớn là được. Hàng tròn ok ha. Ờ, ok. Cái này là cho hàng tròn nè. Rồi bây giờ qua áo đi ha. Quần hoài. Ai béo thì mặc áo phơm rộng, ai gầy mặc áo crop top nha. Rồi ok. Ai mà cảm thấy cái bụng mình gọn gọn mặc áo crop top chứ dễ thương, cái này hàng tròn nè. Còn ai mà béo quá thì mặc áo giấu đi. Lấy áo rộng rộng mặc nó phình ra xong nó đâu thấy mình béo đâu. Bình thường em mặc size nào cũng Nguyễn rồi. Theo chị biết 47, 48 thì người ta mặc cỡ size 27, 28 tùy theo chiều cao của em. Ví dụ em lùn có khi em mặc tới size 29 cũng có. Chứ người 47, 48 ký nó thường mặc size M tương đương với 27, 28, size 27, 28 ha. Còn với lại mọi người biết xong phải tùy chiều cao nữa. Như Hoàng hồi đó Hoàng 48kg, Hoàng mặc size 27 là bao vừa vặn thoải mái. Hay vì Hoàng cao 1m5 mấy, với lại tùy theo cái vóc chiều cao. Rồi cái nó còn tùy theo là cái mô thịt của mình nữa. Chứ Hoàng đâu có nhìn thấy vóc dáng mọi người đâu. Cái nó mặc vừa nó về mặt không vừa tiếng mẹ luôn. Hiểu không? Tại vì nó còn phải cao nữa. Ví dụ như có người hỏi ôi em ơi em bao nhiêu ký vậy? Em có 50kg thôi chị à. Nhưng mà hỏi chiều cao nhiêu? Em cũng cao có 1m50 thôi. 50kg cao 1m50 là béo đúng không? Chứ còn nếu như người ta cao 1m58 mà người ta có 50kg là người ta cực kỳ xinh luôn. Hiểu không? Nói số ký đâu có nói đi được cái gì. Số ký nó phải cộng với chiều cao nó chia ra, nó mới ra được cái chiều trung bình chứ. Cái được có biết cái số ký không à. Nó làm chi được đâu. Cho nên là tư vấn tào lao mọi người mặc không được, cái mọi người bắt đền nữa hoài khổ thí mù nội luôn. Bán cái quần nó có lời bao nhiêu đâu. Em muốn 6kg mặc size 28, có khi mặc size 29, với lại tùy nó cái mông nữa. Hoàng có con nhỏ em út nha. Con nhỏ em út của Hoàng ngực bự và mông bự. Nó ít ký hơn Hoàng nhưng lúc nào nó cũng chơi quần size 30. Không biết giờ nó có đang xem livestream không, nó đang ở Đà Lạt. Bây giờ á, nó chỉ có 48kg thôi, nó vẫn chơi quần size 30 bởi vì cái mông của nó đến 95 lận. Giống như Ngọc Trinh đó, cái mông nó bự á, thì cái size quần nó phải bự còn nhiều người mông lép nữa, hiểu không? Cho nên là không có nói được mình. Cho nên Hoàng nói là mọi người hay mặc quần size nào thì cứ lấy size đó là ok. Chứ còn bây giờ thì Hoàng đó nên khó tư vấn lắm. Đó, chiều cao có 1m50 à chị đó. Thế giờ 1m50 là em phải mặc ít nhất là phải size 29, 30. Đó, thấy chưa?
nếu như 48 kg á, mà người ta mà cao 1m57 đi là người ta cực kỳ đẹp luôn, đẹp y như người mẫu luôn. Nhưng mà có 1m50 là thấp rồi, thấy không? 1m50 là tính là thu hoạch cả khúc luôn á. Là vậy là em cũng hơi béo rồi chưa, nên đâu có biết được. Thành ra là ví dụ như mà rồi cái mông nữa, có nhiều người cái mông á thì bị lép, có nhiều người thì mông bự, ngực bự. Cái ngực bự thì mặc cái size áo ngực khác với cái người ngực nhỏ đó, biết mô. Size 29 chị Hoài chẳng nhìn thấy size 29 còn thôi. Thúy Hằng hả, để Hoàng xem. Size 28 thôi chứ size 29 không thấy nữa. Size 30 em cũng không thấy nữa chị Hoàng Đào ơi. Tại vì em like từ đầu tối đến trừ á. Bây giờ em like từ đầu tối đến trừ em cũng không biết, còn size 30 là muốn hết luôn rồi. Em coi thử còn size nhỏ nhỏ không, size 27 không nè. Cái quần riêng này là tùy cái mông á. Con út nhà Hoàng lúc nào nó thua Hoàng chục ký mà nó mặc cái quần riêng y chang như chị mặc luôn. Mông bự á, người nó cái eo thì nhỏ mà cái mông bự chà bá. Có size 31, size 30 nè. Size 29 đâu Hoàng nhìn thấy gì trơn vậy. Size 29 Hoàng cũng nhìn thấy gì trơn, có size 27 à. Rồi nha, đợi Hoàng chút xíu nha mọi người ơi. Tua tua sơ sơ cho rồi xong nha. Tua tua sơ sơ cho đỡ người rồi xong. Mỗi người mua thử cái đẹp lần sau mua tiếp. Này size 27 thôi chứ không còn nhìn thấy size 29 nữa em ơi. Bây giờ là chị Hoàng chỉ còn size 37 thôi. Size 27 thôi. Để bữa sau ghi chú lên cái bị cha đi. Ai hỏi size nào lấy cái size đó cho nó dễ. Ngu quá à. Nè cái này thì Hoàng lại ghi chú nè. S30 với S31 nè. S30 với S31 nè. Nè cái này thì ghi S30 nè. Thì là Hoàng độ chắc phải size 30 không mà mình ghi S30 vậy trời. Rồi chính xác size 30 nè. Rồi cái này là cái S30 nè. Ai lấy S30 thì chốt cho Hoàng là S30 nè. Đó cái này là size S30 nhưng mà nó rách thì mấy chị lớn tuổi là không có được nè. Mấy bạn tuổi teen là ok nè. Cái này là size 30 nè. Chốt cho Hoàng mã S30. Này nó rách như vậy nè. S30 nha. Ok cho bé Hương Kim. Sao con bé Hương Kim này nó hốt hết trơn size bự luôn. Mày nó mạnh quá, đưa lên nó lấy xong mọi người khỏi lấy được luôn. Của Hương Hoàng chứ lộn, Hương Hoàng. Hoàng sorry, Hương Hoàng S30 chứ không phải Hương Kim, sorry nha, Hương Hoàng. Ok. Nó lộn Hương Kim. Hương Hoàng 95.000 size S30 nè. Nhìn xa quá tưởng bé Hương Kim nữa. Còn một cái S31 nè. Còn một cái S thì 31 nè. S31 nè. 31 nhưng mà cỡ 30 mặc cũng được nha. S31 nè. Thấy chưa? Nhưng mà cỡ tầm size 30 thì cũng mặc được nha mọi người ơi. Rồi ai lấy S31 chốt cho Hoàng S31. Đó, S size 31 nè. S31 nha. Là như size 30 mặc được cái mẫu này là trơn nè. Không có điệu đài gì hết trơn á. Lưng thì lưng cao hết nha cả nhà, không có cái nào lưng thấp hết trơn. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng là mã S31 rồi hôm qua luôn nha. Qua mã luôn nha. Qua mẫu bây giờ đi bán áo cho mọi người phối cái quần nè. Cái này ai lấy chốt cho Hoàng là S31 nha. Ôi đồ cái gì vậy. Rồi S31 rồi bây giờ đi bán áo crop top, sale áo crop top cho mọi người nha. Chia sẻ live stream đi Hoàng, bán rẻ luôn. Bán rẻ luôn cho mọi người về phối cái quần nè. Nhất là mấy bé gầy gầy nè. Lấy em 31 đổi 30 ok. Hương Hoàng ha. Rồi ok nè. Hương Hoàng nè. 95.000 nè, để chị Hoàng xem thằng đâu mất tiêu rồi. Thôi là mới vừa quăng ra nha, chứ quăng lâu quá mà bà đổi cho chị Hoàng nộ cho nữa. Rồi ok, chị bỏ 30 ra rồi. Thôi là chị mới vừa quăng ra, nó còn ở trên mặt chị đổi cho. Chứ chị like một lúc rồi xong em nói cho em đổi là lúc đó chị Hoàng lại cấu lên chị Hoàng nộ nữa. Chết rồi, 31 hết rồi chị Hoàng Đào ơi. 31 hết rồi mấy chị yêu ơi, bây giờ em chẳng còn thấy size 31 mua nữa. Thôi bây giờ em qua mẫu này nha. Em chẳng còn thấy size 31 mua nữa, nó bị hết rồi. Bây giờ là hết size 31 rồi nha. Rồi em chẳng còn nhìn thấy size 31 mua nữa. Bây giờ em đi like áo cho mọi người nè. Mọi người chờ em xíu, uống xíu nước rồi em đi xả áo cho mọi người giá rẻ nha. Áo cờ rắc tớp nha. Rồi áo phông rộng luôn.
rồi cả nhà chấm bài lại cho em đi. Bây giờ em đi sale áo cho mọi người nè. Em sale giá rẻ tụt quần luôn nha. Chia sẻ livestream em bán giá 19.000 một cái áo crop top luôn. Áo crop top thun thun gân bình thường là em bán à. Lấy em cái size 30 hả? Ok. Tội nghiệp con bé. Tội nghiệp con bé thì cái chứ size 30 thì nếu như em mặc size 29 thì em mặc size 30 cũng được. Đợi chị Hoàng xíu của con bé Hương Hoàng nó vừa xả ra mua. Rồi ok này, size 30 cho Thúy Hằng nè. Size 30 cho Thúy Hằng, tội nghiệp con bé thì cái chứ. Ok này cho Thúy Hằng nè. 95.000 nè. Rồi nha. Bây giờ cả nhà chia sẻ livestream thì Hoàng sẽ sale cái áo của đắp tốt này cho mọi người 19.000 luôn, bình thường là bán 28.000. Giờ sale cho mọi người 19.000 luôn ha. Sale 19.000 luôn nha. Sale 19.000 luôn, hàng theo ri, chia sẻ livestream nha. Chia sẻ 2-3 lần gì đó là được ha. Bán 19.000 luôn, bán lỗ á. Tại vì nhập vô là 25, 26 gì đó rồi, bán 29, 30 gì đó rồi. Mà bây giờ sale cho mọi người là có 19.000 thôi, chốt nhanh nha. Nó là nhiều kiểu lắm. Nhưng mà crop top thì lưu ý là nó cỡ dao động tầm cỡ 55, 57 ký trở lại mặc mới đẹp nha. Chứ phải crop top là người béo mặc đẹp mô nha. Chất là chất thun gân sừng sò như vậy nè. Đó, ai mua cái áo này rồi của Hoàng là biết ha. Rồi bây giờ 19.000 nha, crop top đây. Rồi ai lấy tím chốt cho Hoàng là mã tím nè. Nó tóm lại là từ 40kg đến cỡ 55 thôi, 55, 57 thôi, 55 ra cỡ đó thôi. Chứ còn béo hơn nữa mình chơi áo phơm rộng đi hen, cho nó dễ chịu ha. Rồi, chứ nếu như không mình chơi áo crop top mình ngồi xuống cái bụng mình nó cũng lòi ra thôi à. 19.000 nha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là tím nè, chia sẻ livestream nha. Uyên Thuyền chia sẻ livestream đi cục cưng ơi. Chia sẻ livestream Hoàng bán lỗ cũng được nha, 19.000. Chốt tím này cho Uyên Thuyền nè, 19.000 này chia sẻ livestream cho bầu với. 19.000 nè, ok nè. Cho Uyên Thuyền nè. Tiếp tục nè. 19.000 nha, xả hết luôn. 19.000. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng là mã xanh nha. Cái bé Uyên Thuyền nó mua cả 5-7 cái này, nó biết toàn bộ là chất thun gân burit không đẹp gần chết. Xanh này cho Kim Thanh nè. Ủa sao bà bé Kim Thanh. Rồi bây giờ Hoàng có đọc màu nữa, đọc màu mấy bạn thấy, mấy bạn comment trước cái khách kia kiện. Giờ Hoàng sẽ đọc mã nha. Ok, Kim Thanh này 19.000 nè. Chứ không là mấy bạn kia nói là kiện quá trời luôn. Hiểu không? Rồi bây giờ nè, em quên luôn, sorry chị ha. Rồi áo này là trời đẹp luôn. Nè đây, ở trong đây có cái áo phơm rộng nè. Áo này thì mấy bạn 60-65kg nè ha. Chốt cho Hoàng là mã xanh đá. Đúng rồi, Nguyệt Lê cũng mua rồi, đẹp tuyệt vời đúng không? Nó là chất thun gân nha. Rồi ai lấy xanh đá, comment xanh đá. Cái này mọi người lựa, biết tại sao không? Nó tùm lum mẫu trong đây. Nó vừa có phơm rộng mà nó vừa có phơm crop top. Bóc 2-3 cái nó ở trong đây rồi nhiều khi về nhận hàng nó không phải. Hiểu không? Rồi nhiều khi cái phọt nó không có ưng ý nữa. Cho nên mỗi cái mỗi lô ra like. Xe thì xe và bán cũng đàng hoàng cho mọi người ha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nè. Cái này là chốt cho Hoàng là xanh đá nha. Cho em coi bộ beo sau lưng á chị. Đợi chị xíu nha. Sang Sang ơi, chị like hết cái áo rồi chị cho coi. Khi nào mà em muốn coi cái em thấy chị gần hết, cái em nói chị like. Sao vừa hết quần thứ này em bị chị like cho. Hồi sáng em mới mặc rồi với quần ống rộng này siêu đẹp luôn ha. Siêu siêu đẹp luôn. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng là xanh đá nha, 19.000 thôi. Mã này chốt xanh đá 65kg mặc vừa. Chốt cho Hoàng là mã xanh đá nha mấy tình yêu ơi. Hoàng xả 19.000 là thua giá nhập đó nghe. Chia sẻ livestream mới chốt nghe. Còn không thôi nha, bán không thôi để đó chứ mắc mới chỉ bán lỗ ghê vậy nha. Ok nè, xanh đá cho Hôn Hoàng nè. Nhớ nha, phải chia sẻ livestream cho bà bầu. Có chất 19.000 cái áo thì là biết chắc là lỗ rồi. Chứ lời đần môn mà không lỗ hè. Lỗ luôn á. Rồi nè. Rồi ai lấy đen chốt đen. Đen trơn nha. Phôm này là từ 40kg đến cỡ 55kg mặc vừa. Chất là chất thun gân burip không à. Đây chất là chất thun gân burip. Tại vì cái này Hoàng bán cho khách quá trời rồi. Ai lấy chốt cho Hoàng là đen trơn 19.000 nha. Xả đồng giá 19.000 hết cho cả nhà chia sẻ livestream cho bà bầu với. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là đen trơn. Mã này là đen trơn nha. Đen trơn 19.000. 19.000 nè. Nó không theo ri, theo riết kìa đẹp đó. Ôi trời con nhóc nó đang đạp quá trời luôn. May may màu đen ok. May may nè 19.000 nè ok nè. Ok nè may may 19.000 nha. Người ta xếp đẹp đấy chứ bà bò xếp thở ớt. Rồi phôm này là 40kg đến 55kg mặc vừa. Chốt cho Hoàng là tím đá nha. Đây nè, ở đây là nó có hàng đá như vậy nè mọi người. Đó, đá nha, đá đính vô đây luôn nè. Rồi, phơm 40-55kg mặc vừa. Chốt cho Hoàng là
tím đá ha. Ai lấy tím đá comment tím đá nha. Tím đá, tím đá. Rồi ai lấy chốt cho Hoài tím, nhưng mà nó cũng phải tím tím hồng hồng vậy đó, nhưng mà mình kêu tím đá đại đi. Tím đá, tím đá. Tím đá nha. 19.000 hết, đồng giá 19.000 hết cho khách chia sẻ livestream. Rồi cái hồng đá này á, thì từ 35 đến cỡ 47 kg thôi. Tím đá cho em Nguyệt Lê nè. Nguyệt Lê ok nè. 19.000 nè. Đó có 19.000 mà được lựa từng kỹ nữa, thích không? Quá thích luôn. Cái này là hồng đá nè. Từ 35 kg cho đến cỡ 47 kg mặt vừa, cái màu hồng nha, rồi nó có đá như vậy nè. Hồng đá, hồng đá. Từ 35 đến 47 kg thôi nha. Chốt cho Hoàng mã hồng đá 19.000 luôn. Xã tưng bừng khói lửa luôn. Hoan hỉ ngày mùng 1 luôn, bán vui thôi. Mày mùng 1 chẳng cần lời, chỉ cần lọc thôi. Rồi, ai lấy hồng đá chốt hồng đá. Hồng đá chốt hồng đá nha. Hồng đá. Rồi một cái xanh đá này là cờ đắp tớp nè, có thể lên 60kg mặt vừa luôn. Hồng đá cho Kim Thanh nè. Nhưng mà 60kg mặt cờ đắp tớp phải cao chứ còn không dễ thương đâu. Nó lòi mỡ ra đó. Ok nè. Rồi ai lấy xanh đá chốt xanh đá xinh chưa nè, chốt là chốt thun gân không nghe. Nó bán cả 100.000 một cái áo chứ phải giỡn mố. Nè chốt nè, đẹp chưa. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là xanh đá. Cái này là cờ laptop nè, ở dưới nó vi nè. Ai lấy xanh đá comment xanh đá nha. Xanh đá, xanh đá. Xanh đá, xanh đá nha. Xanh đá cho Kim Thanh nè. Xanh đá cho Kim Thanh nè, 19.000 nè. Xanh đá cho Kim Thanh nha. Ôi chi rứa. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nè cả nhà ơi. Xanh đá cho Kim Thanh nha. Rồi ai lấy cái này comment cho Hoàng là xám đá nè. Xám đá nè. Vọt này 57-58kg trở lại mặt vừa. Là ở đây nó có đá nè. Xám đá nha, mặt vô nó mới dễ thương lận. Rồi ai lấy xám đá chốt xám đá 57-58kg trở lại cũng vừa nữa. Tại vì chất nè. Rồi ai lấy xám đá comment xám đá 19.000 thôi. Bán lỗ tục quần luôn á. Bán lỗ mất quần luôn chứ phải tục quần nữa, khổ lắm. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là xám đá 19.000 nha. Xám đá chốt cho Hằng Trần nè. Ok nè, con nhóc nó đạp gì ghê vậy. Ok, chốt cho Hằng Trần 19.000 nè. Nó thấy mẹ bán lỗ quá nó cũng rung luôn. Nó cũng rung rẩy luôn. Bán lỗ đó chứ không phải lời mô chia sẻ livestream cho bầu. Rồi cái này ai lấy chốt cho Hoàng là xám dây nha. Xám dây là nó có cái đoạn dây ở đây nè. Cái này là mấy bạn cỡ 55kg trở lại thôi, mặt mới đẹp nha. Mặt á thì mình thích thì mình bẹt vai ra cũng được, mà thích lên như vậy nè. Và nó có cái dây ở đây, muốn hở nhiều rúng thì rút lên, muốn hở vừa vừa thì để im ha. Rồi ai lấy xám dây chốt xám dây nha. Xám dây này nó có xám dây, có đoạn dây ở dưới nè, cái mình rút nó hở rúng nhiều. Mình đi biển thì mình rút cao lên tới trên đây luôn cũng được, chứ nó hở rúng cho người ta chảy nước miếng cũng được. Mình đi biển mình mặc với cái quần trắng á, cái mình rút cao lên cho chảy nước miếng. Còn nếu như không á thì mình ở nhà mình để vừa vừa thôi, thì cái đó rất là dễ cưng lắm luôn á. Chốt cho Hoàng là xám dây nha. Rồi cái này là chốt cho Hoàng là xám, này là xám số nha, cái chữ số này, xám chữ số nha, xám chữ số. Cái này 55kg trở lại mặt được, chất thun nè, chất gân nè, gưng chưa, để xịn sò chưa. Trời ơi, ai lấy chốt cho Hoàng là xám chữ xám số, là cái chữ số này, 69. Em nghe nè. Ờ thôi về nhà rồi tính. Rồi ok nè, xám dây cho Kim Thanh nè. Xám dây cho Kim Thanh nè, 19.000 nè. Xám dây cho Kim Thanh 19.000, ok nè. Rồi xám số nè, ok. Xám chữ số cho Nguyệt Lê nè. Xám chữ số cho Nguyệt Lê nè. Rồi cả nhà phải chia sẻ livestream nha. Dạo này Facebook nó tệ lắm luôn á, nó hay bị ẩn comment quá trời luôn á. Chốt cho Nguyệt Lê nè. Bán 19.000 mà không chia sẻ nữa là hỏng chơi nha. Ok, chốt cho Nguyệt Lê nè. Chốt cho Nguyệt Lê nha. Bà bầu xả hết, xả tưng bừng khói lửa luôn. Rồi cái này là tím chữ nè, 40kg đến 55kg á, quên, tím đá nè. Cái này là đá không đây nè, thấy chưa, xịn sò lắm, cạo không có đôi ra đâu. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là tím đá nha, 40kg đến 55kg mặt vừa. Chốt cho Hoàng mã tím đá. Cái này Hoàng nhập vô là 2X rồi đó mọi người.
Ngoài nhập vô 2X á, bán 19.000 là còn rẻ hơn đi nhập sỉ đó. Mà nhập sỉ làm gì có chuyện lựa được từng cái như vậy. Sỉ là phải ôm lô số lượng thôi, chứ không có phải lựa được từng cái như mọi người. Cái nào ưng mình mới lựa mô. Thiệt đó, trời ơi. Hàng trần nè, mà cái này Hoàng bán cho khách Hoàng là toàn 28.000 thôi. 19.000 cho hàng trần nè, mà bây giờ ở Hoàng sale đó. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng mã số 1 nha. Cái cờ laptop màu tím nè, cái này 57-58 ký chốt cho Hoàng luôn. 57-58 ký trở lại mặt được chốt cho Hoàng mã số 1 nè. Chất là chất thun gân nè. Cái này thì những bạn mà mua rồi thì rành lắm. Còn ai chưa mua Hoàng cho mọi người xem lại thôi, chứ mấy bạn mua rồi là rành. Mua giá 28.000 không. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 1 nè. Mã số 1 nha. Rồi cái này mã số 1 là cờ laptop 57-58 ký mặt được. Mã 1 nha, comment cho Hoàng mã 1. Mã số 1 nha, cho chị Hằng Võ nè. Hằng Võ nè, 19.000 nè. Mã số 1 cho chị Hằng Võ, ok. Cái gì đây? Rồi còn một cái áo sơ sinh của bà bé nhóc nè. Ở trong đây bà bé nhóc này chắc 5-7 kg, chốt cho Hoàng áo tặng nha. Của bà bé nhóc không biết ở đây xả ra, còn để trong đây còn tặng luôn. Bà bé này là 7-8 kg gì đó. Gái trai gì cũng được, chốt cho Hoàng là áo tặng ha. Tặng luôn nha, chốt cho Hoàng áo tặng. Ai lấy comment cho Hoàng là áo tặng nha, tặng luôn, đâu có lấy tiền đâu. Ai biết nữa, trong cái bị này nè. Cái thùng đồ xả này nè. Ai lấy comment cho Hoàng là áo tặng nha. Áo tặng, áo tặng. Áo tặng cho thoa trần nè, ok nè. Áo tặng cho thoa trần nha. Không đồng, ok. Ở đâu nó lọt vô Hoàng tặng thí luôn chứ bán chi. Rồi cái này chốt cho Hoàng là xanh đá nè. Phọt này là 65 kg mặc được nha. Phọt này là 65 kg mặc được. Tại vì nó là áo phông rộng á, chứ không phải là áo nữ đâu. Rồi bữa em mua 29 chứ chị. Ừ ha. Vậy là hôm nay Hoàng xem 19 là Hoàng sẽ lỗ hết 10.000. Mà bình thường bán cái áo lời 3-4.000 là thấy ông nội người ta rồi. Mà bây giờ Hoàng sale 10, lỗ xuống 10.000. 10 like là Hoàng tính ra Hoàng lỗ mỗi cái áo là 6-7.000 bạc đó. Trời ơi. Ai lấy xanh đá chốt xanh đá cho Hoàng nè. Trời ơi Hoàng lỗ quá trời luôn. Mà vẫn rẻ hơn người ta. Người ta bán 45-50.000 một cái áo này không à. Rồi ai lấy xanh đá chốt cho bào xanh đá có đầm thun dây không chị? Không thun dây không có. Xanh đá, xanh đá, xanh đá cho ai đây? Nếu mà kéo comment nha, xanh đá cho Ngọc Trần, ok. Ok là xanh đá cho Ngọc Trần nè. Ngọc Trần nè, 19.000 nè. 19.000 ok nè. Xả luôn mà không biết tranh thủ hốt thì cơ hội mua có mà hốt nữa. Thiệt xả là không tranh thủ hốt, bữa sau không có giá này luôn. Mọi người thấy khách Hoàng mua 29.000 mà còn kêu đẹp. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng mã số 2. Cái này là cờ rắp tớp nha, có chữ chờ neo đây nè. Chờ neo đây nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 2. 57 kg trở lại là ok. 60 kg cũng được, nhưng mà quan trọng mặc lên nó có đẹp hay không thôi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 2 nha. Mã số 2 19.000. Mã 2 19.000 cho Hoàng. À cái này là đồ đồ khách xả ra này, Hoàng bán 29.000 thiệt, chính xác. Con bé Uyên thì nó nói chính xác này, 29 này Hoàng bán 29 thiệt. Mà ý là khách hồi đó khách lựa không có đủ đơn, Hoàng gom vô đây Hoàng để một đống. Giờ Hoàng lấy rồi Hoàng xả luôn. Uyên Thuyền nè, 19.000 nè. Xả lỗ luôn, hôm nay mùng 1 hoan hỷ. Chứ có lời gì đâu. À xám dây nè, Hoàng còn cái nè, bán 29.000 nè. Rồi ai lấy xám dây chốt cho Hoàng xám dây nha. Lấy áo bra hả, ok. Rồi ai lấy xám dây chốt cho Hoàng xám dây. Cái này là nó có rút nè. Ví dụ như mình đi biển đúng không, mình rút cao lên. Đó, đi biển mình mặc với quần trắng, đùi trắng hoặc quần lên trắng, mình rút cao lên cho nó sexy. Còn ở nhà mà đi với người yêu đồ, mình phải giả vờ thùy mị thì mình để xuống đây. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng xám dây này. Cưng lắm, chốt phải xịn sò luôn. Hôm nay là bán lỗ tụt quần luôn á. Nè thấy chưa, bán 29.000 mã số 2 hết rồi. Ai lấy xám dây comment cho Hoàng xám dây nha. Xám dây nha cả nhà ơi. Sắp hết rồi đó, tuy ơn mọi người phải tranh thủ. Hàng này là xả của người ta ra nè. Xám dây nha.
Rồi cái này chốt cho Hoàng là mã số 3 này. Cái này là form bình thường mà nó có đá này, thay vì kêu tiếng đá mệt của Hoàng đọc mã số 3 luôn đi ha. Rồi ai lấy mã 3 comment mã 3. Form này 57 58 kg trở lại là vừa hết luôn. 60 kg nào cũng vừa. Nè chất nè, ghê không? Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã số 3 ha. Xám dây cho sang sang này, trời ơi, cơ hội có một đó, không mua là bữa sau không bao giờ có cái giá này đâu. Xíu nữa Hoàng sale cái ủ tóc sữa dừa Hoàng Thái cho mọi người xài thử nha. Đã lắm luôn á. Sang sang 19.000. Mã số 3 cho Thoa Trần nè. Cho Thoa Trần nè. Ủa lấy cái ghế kia ra ngồi. Hả? Thì cầm ra nha. Chứ đâu có cái gì đâu. Chứ đâu có cái gì ra. Chứ đâu có cái mất cái gì đâu. Nhiều ký vừa chị. Cái đó là 57-58kg cũng vừa. 57-58kg cũng vừa. Rồi còn một cái cuối cùng nè. Chốt cho Hoàng mã cuối cùng nữa là hết. 57-58kg vừa để Hoàng chồng vô thử cho mọi người xem nè. Có nghĩa là thực sự mình béo thì mặt cái nó giãn ra. Nó ôm quá thì nó không đẹp thôi. Chứ vừa thì nó vừa hết. Tại vì cái chất này là nó dễ lắm luôn á nè. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã này là mã cuối cùng nè. Có nghĩa nè, mọi người coi nè. Bầu mặt vô nó cũng được luôn, thấy không? Có nghĩa là ai tới đâu thì nó giãn tới đó. Nhưng quan trọng là mặt vô nó có đẹp hay không thôi. Nên là cái người nhỏ thì mặt nó mới đẹp, chứ người béo quá thì nó hết đẹp rồi. Rồi ai lấy comment cho Hoàng nè. Mã này cuối cùng nha, có chữ đá đây nữa là hết nè. Bao nhiêu tiền ta? 19.000. Rồi xong nha. Ai mà không lựa được là tiếc, ráng chịu á. Tiếc ráng chịu luôn á. Rồi còn một cái bộ này size L nè, Hoàng xe cho mọi người 49.000 luôn. Size L nè, Hoàng xe cho mọi người 49.000 luôn nha. Bộ thể thao size L nè, 49.000. Ai lấy chốt cho Hoàng thể thao 49.000. Những cái này là khách chốt hết rồi, khách xả ra rồi, nó mới thôi sót lại đây thôi. Chứ bán hết trơn rồi. Ai lấy comment cho Hoàng nè, thể thao size L. Size L này thì cỡ tầm 70kg trở lại. 70kg con trai, 70kg, 55-70kg trở lại mặt vừa. Tùy chiều cao ha. Tùy chiều cao nữa ha. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là size L nha, 49.000. Cái này là thể thao size L 49.000 nha. Thể thao size L 49.000. Rồi bây giờ mọi người hỏi cái gì nào. Mà cuối cùng cho Đặng Hoa ok nè. Ok nè, cho Đặng Hoa nè. Đặng Hoa trước hôn Hoàng nha. Đặng Hoa nè, 19.000 nè. Rồi hết luôn á. Đây mọi người ơi, cái này là ủ tóc sữa dừa Thái Lan Hoàng mới về. Ủa cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây, ủ tóc sữa dừa hàng Thái nha. Hạn sử dụng là đến năm 2023. Được chưa mọi người ơi? Để Hoàng nói nha. Để Hoàng tư vấn, Hoàng tri ân cho mọi người để mọi người xài thử. Ok, Kim Thanh nè. Biết sao Hoàng phải tìm sản phẩm thay thế không? Để Hoàng tâm sự cho mọi người nghe. Cái ủ tóc sữa dừa, bộ hot girl, đợi chị Hoàng xíu. Cái Hoàng like xong cái này cho con bé kia nó chốt là ủ tóc sữa dừa hàng Việt á, là bình thường nếu như nó không làm sai cái bao bì thì mình phải mua tới giá 180.000 một hũ thôi. Thể tích nó chỉ là 450g thôi, 4 lạng rưỡi đó, rất là mắc tiền. Hàng Việt là nó rất là mắc tiền nha. Còn cái này là hàng Thái Lan nha mọi người. Cái này là ủ tóc sữa dừa hàng Thái Lan. Nó làm rất là tiết kiệm chi phí cho mình, là nó sử dụng cái hũ này nè là chỉ là bằng mega tốt thôi. Nó không có làm cái chai sành như của Việt Nam, hiểu không? Và nó để nó tiết kiệm thêm chi phí cho mình là nó không làm hộp giấy. Vì mọi người biết được rằng á, tất cả mọi chi phí là người tiêu dùng mua mình phải trả, chứ không lẽ công ty nó chịu, nó tính hết lên tất cả các đầu sản phẩm, sau đó nó mới đưa ra ngoài thị trường là người mua mình phải trả toàn bộ các chi phí đó. Việt Nam mình á thì nó dùng như nó làm cái hộp bánh đi, nó làm cái hộp thật là bự nhưng mà bên trong nó rất là ít bánh, đúng không? Làm chi đánh lừa người tiêu dùng là nhìn thấy nó to, nó nhiều. Nhưng mà thực tế bên trong nó chỉ có mấy cái thôi, 6 cái, 12 cái thôi. Thằng Thái Lan nó không làm gì, nó không có làm cái hộp con mẹ gì hết. Nó làm cái bị thôi. Nhưng mà bên trong một bị là tới 20 mấy cái lợn, hiểu không? Có nghĩa là mỗi người nó làm một kiểu khác nhau. Thì Hoàng thấy là cái thằng đó so sánh, Hoàng đang sử dụng test thử cái này, Hoàng thấy là chất lượng là cũng ok tuyệt vời. Chứ không, thậm chí là cái mùi của cái thằng Thái này nè, nó còn thơm lợn hơn là cái mùi của thằng Việt. Còn tinh chất thì nó gần như nhau. Đây, hàng Thái như vậy nè. Đó nha. Nó có mã vạch nè. Nó vừa có mã vạch và lẫn có mã chết luôn ha. Mã này người ta kêu mã chết, còn mã này là mã vạch nè ha. Rồi, nó làm một combo như vậy nè. Nếu như bạn nào muốn mua lẻ dùng thử thì 65.000 một hũ
ha. Hai hũ á, thì Hoàng sẽ tri ân cho mọi người là 115.000 ha. Bán không cần lợi nhuận nha. Bạn nào lấy combo hai hũ là 115.000 ha. 115.000 là hai hũ, còn nếu như bạn nào muốn lấy một hũ xài thì giá 65.000. Nhưng mà biết sao, lấy hai hộp nhìn nó lịch sự lắm, tại vì nó có cái màn coi nè, nhìn thấy không? Nó bao bọc hai cái sản phẩm này lại với nhau nhìn rất là trân trọng. Mà khi mọi người mua lẻ một hộp là bắt đầu lấy cái kéo nè, tạch 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 ra. Cái về mọi người nói ủa sao bả xé ra chi vậy, mà không phải do thiết kế của nó là như thế này. Mọi người mua hũ chẳng tách ra, đúng không? Còn nếu như không là nó sẽ là một combo hai hũ này là ủ tóc sữa dừa luôn. Ủ tóc sữa dừa nhưng mà hàng này hàng Thái và hạn sử dụng nè mọi người ơi. Hạn sử dụng là đến tháng 2 năm 2023. Có nghĩa là mình còn gần 3 năm nữa, 2 năm rưỡi, 2 năm rưỡi nữa cái này nó mới hết. Tại vì Hoàng vừa mới nhập về mà. Hoàng vừa mới nhập về luôn. Hạn dùng nó đến 3 năm sau mới hết ha. Rồi ai muốn lấy một cặp thì giá 115.000, còn lấy một hũ thì giá 65.000 ha. Mình muốn dùng thử, mai sau Hoàng sẽ không bán thằng Việt nữa mà Hoàng sẽ bán qua thằng Thái. Hoàng đánh dần qua sản phẩm Thái cho mọi người dùng. Thứ nhất là giá thành mềm hơn, thứ hai nữa là tiết kiệm chi phí cho mọi người hơn ha. Tại vì cùng một sản phẩm mà cái nào rẻ hơn thì mình xài, cùng một sản phẩm cùng một chất lượng thì cái nào rẻ hơn là mình xài ha. Đó, rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng nha, ủ tóc nha, muốn lấy một hũ thì cũng được 65.000. Lấy một combo hai hũ như vậy là sẽ là 115.000. Bán không có lợi nhuận gì đâu. Cái hũ này nhìn thấy nó nhỏ nhỏ mọi người tưởng nó nhẹ đúng không? Nhưng mà thật ra là nó nhiều hơn cái thằng kia. Thằng kia là 4 lạng rưỡi mà nó vừa luôn cả cái hũ đựng, mà cái hũ là hũ thủy tinh. Nó hết cả lạng rưỡi đó. Thành ra là cái chất ở trong lòng nó có tí xíu à, chứ không có nhiều đâu. Còn cái này là một hũ vậy là 500g luôn, nhiều tuyệt vời ha. Rồi ai muốn lấy thì comment lên cho Hoàng ha, Hoàng ghi chú lại cho, chứ bây giờ Hoàng cũng không chốt. Nhà sàn sàn lấy bao nhiêu hay như nào báo lại Hoàng nha, Hoàng sale luôn đó. Rồi bây giờ Hoàng sẽ lên bộ Hot Girl Summoner gì đây. Rồi ok, bây giờ Hoàng sẽ lên bộ Bell trước đi ha. Like đầm hoa phía sau thấy nó ưng quá rồi, ok đầm hoa đúng không? Đầm hoa hồi sáng hồi đó có mấy cái đầm hoa là hết rồi, đầm hoa là có ít lắm. Đầm hoa cỡ hơn 10 cái đầm hoa là hết sạch chưa. Rồi bây giờ Hoàng like đầm hoa ha, thật ra là hai màu thì nó cũng khác nhau quá chứ. Không giống nhau đâu. Rồi bây giờ Hoàng sẽ like đầm hoa trước nha. Đầm hoa nha. Sang sang lá thì là báo chị nha. Chị chốt đơn mới có. Đây nè mọi người, đầm hoa nè. Đầm hoa nha, hai lớp. Bên trong là có một lớp nữa nè. Mấy bạn này là từ 40kg đến 57kg là mặt vườn ha. 40kg đến 57-58kg là mặt vườn. 60kg thì Hoàng không có dám cam kết. Nhưng mà 57-58kg là thoải mái. Tại vì sao mình có thể mặt vườn là nhờ cái phần nhúng này nè mọi người. Đó, cái phần nhúng này bạn nào có chiều cao tốt thì có thể tới 60kg cũng mặc vừa ha. Mà 40kg cũng mặc vừa là vì sao? Vì nó lợi dụng cái phần nhúng này, nó sẽ nhúng ở mặt trước và nhúng ở mặt sau luôn. Nó nhúng ở hai mặt luôn ha. Ở đây nó có lớp như vậy nè. Rồi, 59.000 một đầm ha. Đầm này là thuộc dạng đầm hoa thiết kế luôn á. 59.000 một đầm nha. Ai lấy cái này comment cho Hoàng là số 1 ha. Ai lấy đầm này comment cho Hoàng là mã 1 được chưa? Mã 1 nè. Ai lấy đầm này comment cho Hoàng là mã 1 ha. Mã 1 nha, sang sang lấy cái ủ tóc hay là cái gì báo Hoàng liền nha em ơi. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng, chứ xuống livestream mà nhắn tin mua thì là sẽ mua với giá bình thường. Tại vì ở trên đây thì chia sẻ livestream rồi Hoàng sẽ bán giá tương tác cho mọi người ha. Còn xuống livestream mua thì mọi người mua theo y như cái giá bình thường thôi, chứ Hoàng có bán rẻ hơn xíu mua được một. Rồi cái này chốt cho Hoàng là mã 2 nè. Thật ra là nó 4950, cái hoa này nó 4950 nhau, mọi người nhìn mọi người hỏi không biết. Nhưng mà ở ngoài thì nó sẽ khác nhau một chút xíu. Rồi ai lấy cái này comment cho Hoàng mã 2 nha. Mã số 2, 59.000 một đầm. Rồi nha. Bây giờ hồi tua này, hồi sáng có mấy chị khách ghé nhà Hoàng luôn. Lửa lấy tưng bừng khói lửa luôn. Rồi nha, tiếp tục nè mọi người ơi. Đầm này là đầm thiết kế. Quá đẹp tuyệt vời luôn, mặc vô là mới thấy cưng lợn. Rồi ai lấy cái này chốt cho Hoàng là mã đầm xanh nha. Để bình thường thấy nó nhỏ xíu không, nhưng mà nhờ nè, cái nhúng này nè. Trời ơi, 57-58kg cũng mặc vừa nha. Trời ơi. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng cái này là mã xanh nha. Hoa xanh nè. Ai lấy hoa xanh comment hoa xanh. Ở bên trong này là có gì ta, có cái hoa này hết trơn á. Rồi mã số 1 là cho Phạm Thảo Vi ha. Phạm Thảo Vi mã số 1. Ủa, mã số 1 với mã số 2 giống nhau y chang. Mã số 1, mã số 2 cũng giống nhau, 4950 à. Hoàng ngồi đây thì Hoàng thấy nó hơi khác một xíu. Mọi người ngồi qua màn hình thì mọi người sẽ không có biết nó khác cái chi luôn á. Nó giống nhau giả man luôn. Rồi ok nè, mã số 1 này cho Phạm Thảo Vi nè. Ok nè, Phạm Thảo Vi ok nè, 59.000 nè.
Phạm Thảo Vi 59.000, ok nè. Rồi mã số 2 là cho em. Mã số 2 cho ai vậy? Mã số 1 là Phạm Thảo Vi. Rồi mã số 2 cho Nhung Ngọc nè. Mã số 2 cho Nhung Ngọc nha. Ok nè, mã số 2 cho Nhung Ngọc nè. Mã số 2 cho Nhung Ngọc nè. Nguyệt Lê hỏi mà comment sau mấy tình yêu kia không à. 1, 2, 4, 9, 50 với nhau. Rồi ok nè, mã số 2 nè cho Nhung Ngọc nè. Mã số 2 cho Nhung Ngọc nè, 59.000 nè. Rồi tiếp tục nè, mã 1 hết mất tiêu rồi. Ai lấy mã hoa xanh, chốt hoa xanh nha. Còn cho mannequin nó mặc thử cho mọi người xinh lắm. Ở bên trong là hai lớp như vậy hết nè. Thấy chưa? Trời ơi, không phải là một lớp đâu, phải mỏng đâu. Rồi nha, đợi Hoàng chút xíu. Rồi cái này ai lấy thì chốt cho Hoàng nè, mã hoa xanh nè, dễ thương không? Nó rất là dễ thương luôn, mặc lên canh là nó vô dáng, vô form này, nó siêu dễ thương luôn. Rồi ai lấy hoa xanh thì comment hoa xanh nha. Đây là hoa xanh nè. Nè cái phần nhúng này chỗ này nè. Hoa xanh, hoa xanh. Ai lấy hoa xanh chốt hoa xanh cho Hoàng. Hoa xanh nha. Ai lấy hoa xanh thì chậm hơn không nè. Hoa xanh, ai lấy hoa xanh comment hoa xanh nè. Hoa xanh. Hoa xanh là Hoàng có 2-3 cái hoa xanh luôn vậy. Rồi cái này là chốt cho Hoàng này. Có cái mã này gần giống cái mã của em mua nè. Ở cái này là mã số. Đây này còn một cái này, Nguyệt Lê này giống y chang luôn. Giống y chang cái mã số 1 của em, có chịu không nè. Chị cầm lên em mới thấy nè. Mã chị chốt cho nè. Giống y chang luôn nè. Đó, đây. Đây còn cái này nè, Nguyệt Lê có chịu thì chị để cho y chang cái mã số 2 luôn nè. Cái hoa đó luôn á. Đây nè. Được không? Được thì chị Hoàng để cho em nè. Y chang xì xì luôn chứ không khác gì hết trơn á nè. Rồi nè, được không? Đó, ai lấy thì chốt cho Hoàng nha. Nguyệt có lấy cái này thì báo chị, còn không thì nói chị nha, lấy em đi hả? Rồi ok. Ok cho Nguyệt nè. Ai lấy hoa xanh chốt hoa xanh nha cả nhà. Nguyệt Lê nè, ok nè. Thì chốt cho Nguyệt Lê nè. 59.000 nè. Giống y chang. Rồi tiếp tục nè. Rồi cái này chốt cho Hoàng. Cái mã hoa xanh này Hoàng đến có 3 cái luôn. Hoàng bán mini game cha đó đi. Đây này Hoàng có 3 cái luôn. Hoa xanh sao tự nhiên nó bỏ vô cái ri này nhiều dữ vậy. Hoàng bán mini game luôn đi. Tại vì có tới 3 cái luôn. Form này là 60kg trở lại, 40kg trở lên, 60kg trở lại nè. Cái này là nó nhúng như vậy nè. Cho nên là mọi người biết không, nhờ nó nhúng như vậy nên 60kg mới bon chiên được ha. Nhờ cái phần này là nó làm nhúng. 59.000 nha. Nhưng mà cái mã hoa xanh này Hoàng có đến 3 cái luôn nên Hoàng sẽ bán đi nhiêu đây. Mini game nha. 49.000. 49.000 chốt cho Hoàng mã 49. Chốt cho Hoàng mã 49, chốt được cho 3 người luôn nha, là 49.000. 49.000 nha. Ai lấy comment cho Hoàng là mã 49 là 49.000 đó ha. Tại vì có 3 cái giống nhau luôn. 3 cái giống nhau nên Hoàng bán mini game mã 49 nha. 3 cái luôn. Một ri rồi tới 3 cái. Ai lấy comment cho Hoàng là mã 49 là 49.000. Rớt xuống 10 like luôn á. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã 49 nha. Rồi cái này là chốt cho Hoàng mã số 3 này. Còn bình thường những cái mã khác á, Sang em có lấy ủ tóc sữa dừa không, để chị Hoàng ghi chú lại. Rồi mai chị Hoàng sẽ chốt hàng cho ha. Tại vì mua trên livestream thì là hai hũ ủ tóc sẽ là giá 115. Còn khi xuống livestream rồi mà em mua thì sẽ mua theo giá bình thường chị Hoàng đăng là 65.000 một hũ, hai hũ là 125.000 ha. Chỉ có bán trên live vì sao mọi người? Tại vì trên live á là có cái sự tương tác qua lại và Hoàng sẽ cân đối cái giá bán, giá sale rồi tùm lum hết ha. Hiểu không? Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 3 nha. Mã số 3 này á thì Hoàng tri ân cho mọi người là 59.000 nha. Mã số 3 này là cái hoa này nè. Mã số 3, ai lấy số 3 comment số 3 nha. Còn màu khác không chị á? Không em yêu ơi. Cái đầm thiết kế này bên xưởng nó sale ra cùng với quần riêng, nó có được coi chừng nữ là mừng hú thí mẹ nội luôn. Chứ mình hàng sale á nên nó không có nhiều đâu. Mã 49 cho Lê Vĩ nè, ok nè. Là 49.000 đã cho Lê Vĩ nè. Bán lỗ luôn á, tại vì cái này tự nhiên một ri mà nó tới 3 cái mẫu hoa màu xanh luôn. 49.000, ai lấy thì chốt cho Hoàng. Rồi ai lấy mã số 3 thì comment mã số 3 nha. Rồi sau đó thằng lên đồ bèo nha. Lưu ý nha, mọi người đừng có so sánh giá ở trên livestream. Mọi người đừng có so sánh giá ở trên livestream với giá dưới livestream.
Tại vì là trên livestream là khác đó, xuống livestream là mọi người mua giá y như bình thường á. Hai ủ tóc cho Châu Ngọc ha, ok. Tại vì mọi người xuống livestream là mọi người sẽ mua giá như bình thường chứ Hoàng có giảm nha. Để Hoàng nói ở trên livestream luôn để cho mọi người khỏi phải biết chứ, nếu như mà không thì thôi cần chi, đúng không? Ok, Châu Ngọc hai ủ tóc nè, 115.000 nè. Chốt trên livestream thì Hoàng sẽ tri ân ha, 115.000 hai ủ tóc. Còn ví dụ như mà xuống dưới livestream là sẽ mua cao hơn 10.000 đó. Rồi. Còn một cái hoa đen nữa nè, sau đó Hoàng sẽ lên mẫu beo nha. Mẫu beo thì nó đang còn nhiều. Còn tùm lum tà la hết. Rồi ai lấy hoa đen comment hoa đen nè. Hoa này là đen nó phối với xanh nền như vậy này dễ thương mà. Rồi đầm hoa là đập cực cưng luôn. Mùa hè năm nay là toàn tươi mát hoa không à. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha. Nói đen chứ nó không phải đen thui tù lùi mô. Nè, cưng lắm. Mặc lên là nhức nách. Rồi ai lấy thì chốt cho Hoàng hoa đen, còn không cho mẫu mặc vô. Xong rồi cái áo thun sau lưng form sau là rộng em ơi. Rồi hoa đen này cho Ngọc Trần nè. Hoa đen cho Ngọc Trần nè. Có cách nào mà không gửi cạc cho chị được không Ngọc Trần ơi? Cho chị khổ quá mà. Bây giờ gần sinh mà bà nộp cạc cho chị Hoàng không, chị Hoàng xài nó cũng hỏng hết. Mà bây giờ không có tiền lấy lại hàng nữa. Ngọc Trần ơi, chị Hoàng thu cốt có được không? Hay là chuyển khoản có được không? Biết sao không? Một tháng mà em mua 200-300 thì ok. Tại vì Hoàng xài có chừng đó à. Vì Hoàng chốt hàng qua Messenger không mà đâu có alo cho khách đâu. Cái mà bây giờ lấy toàn cạc điện thoại không á, là cạc điện thoại nó nhiều mà tiền nó không có lấy gì lấy hàng. Đúng không? Có cách nào hỗ trợ chị Hoàng không? Thiệt sự luôn á. Tại vì bây giờ bầu rồi là chỉ thích tiền thôi biết không. Tiền để dành khi đi đẻ, trả tiền viện phí, tiền để dành khi vô đó đau bụng quá cho y tá y sĩ. Chứ giờ sao? Chứ mà bây giờ mà lấy cạc điện thoại cũng không biết gọi cho ai luôn. Vì bình thường bán hàng là chốt hàng qua Messenger không à. Đâu có alo cho khách đâu. Đâu có alo cho khách, đâu có tốn tiền điện thoại đâu. Suốt ngày dùng điện thoại nhưng mà đã trả tiền phí wifi một tháng là gần 400.000 rồi. Tại vì xài tốc độ mạnh á, để bán hàng á, nên là đâu có xài tiền điện thoại nữa. Ngọc Trần có cách nào hỗ trợ chị với không? Rồi nha, rồi bây giờ hỗ trợ chị bầu với không? Rồi bây giờ Hoàng sẽ lên mẫu beo cho cả nhà nha. Mẫu beo trong đó thì nó tùm lum tài lệ, mẫu beo hết trơn á. Rồi Hoàng sẽ treo cái mẫu này lên. Hoa đen là hết nha Đặng Hà ơi, hoa đen là hết rồi. Nó chỉ còn có hoa xanh này thôi. Hết rồi em, chị đã xem 19.000 là khách hốt không ngừng tay. Khách là khách hốt không ngừng tay. Mọi người phải biết là Hoàng mà đã sell là khách hốt không ngừng tay. Rồi bây giờ Hoàng sẽ like mẫu beo nha các tình yêu ơi. Đó, còn hai cái đầm hoa đó. Rồi bây giờ Hoàng sẽ like cái mẫu beo nha. Mẫu beo thì là bao nhiêu tiền đây cha? Mẫu beo là 69.000. Mẫu beo là 69.000 nha, đồ bộ hot girl beo beo biết biết gì đó, 69.000 một bộ nha. Bộ này là bộ ống rộng và chất vải là chất vải lụa nha, chất vải lụa. Mà trong đây nó nhiều kiểu lắm mà Hoàng cũng không biết đường mẫu chi luôn. Từ từ đợi Hoàng lôi ra, Hoàng like từng mẫu cho mọi người lựa ha. Và lôi ra thì mới nói được form cho mọi người luôn nha. Rồi nè, ai lấy cái này thì chốt cho Hoàng là mã số 1 nè. Cái này thì có thể là 60kg mặc được nha. 60kg, cao 1m57, 58, 60kg mặc được. Vì mọi người biết sao không? Hoàng lấy lúc nào Hoàng cũng ăn gian số ký cho mọi người là lấy cái ở đằng sau là nó nhúng hết á. Cho nên là cái người béo là có thể giãn ra. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng nha, ai lấy thì chốt cho Hoàng này. Cái này chốt cho Hoàng mã số 1 nha, ok em yêu nha. Hỗ trợ chị bầu. Hoa xanh này là 49.000 nè. Cho Đặng Hạ nè. Tại vì là lấy cạc điện thoại không là chị Hoàng đâu có làm chi đâu. Cạc điện thoại quá trời mà tiền không có. Lấy tiền thì lấy vốn lại lấy hàng, lấy lời á, mua sữa mua quà cho con là xong. Vậy thôi à, làm việc á là lấy vốn, ví dụ như mình bán xong mình lấy lại cái vốn thì để mình lấy lại hàng. Mà có khi mình bỏ thêm vốn tại vì mình lấy nhiều ngành hàng theo là mình phải bỏ thêm vốn. Còn không là tiền lời thì đâu có bao nhiêu, tiền lời nó chỉ là một phần thôi, còn chủ yếu là tiền vốn á chứ. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng mã số 1 form này 60kg, cao 1m57 là ok, còn không là từ 45kg trở lên là ok, đẹp tuyệt vời ha. Rồi ai lấy comment cho Hoàng là mã số 1 nha. Comment cho Hoàng mã số 1 này. Cái quần đó là quần ống rộng và dài như vậy luôn ha. Gọi là set hot girl hot geek gì đó. Rồi ai lấy chốt cho Hoàng là mã số 1 nha. Hoàng đọc mã thôi chứ bây giờ Hoàng cũng chẳng có biết
chẳng có biết đầu màu gì hết trơn. Tại vì trong đây là có thi là trùng màu nhưng mà nó lại khác kiểu, nó beo nhưng mà kiểu này kiểu kia tùm lum hết. 69.000 một bộ nha, chắc vải lụa này đừng cho có bị đục mọi người thấy không. Rồi Hoàng ghi chú số 1 lên đây, ai lấy số 1 hờm em số 1 nha. Số 1 là màu nu nu vậy đó, số 1 là màu nu nu vậy đó. Rồi tiếp tục nè, rồi qua cái mẫu này là khác nữa nè. Rồi rồi cái màu này là chốt cho Hoàng mã số 2 là màu beo đỏ nè, mã số 2 nha, beo đỏ. Còn cái mã ở trên đó là màu cam đất nha. Rồi ai lấy mã 2 comment cho Hoàng mã 2. Ai lấy mã 2 comment mã 2 nha. Cái này Hoàng tua nhanh toàn bộ là quần ống rộng và dài 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 như vậy đó. Ở ngoài là khách thấy là khách mê luôn à, khách hốt phật phật luôn á. Mã số 2 nè, mã số 2 là beo đỏ nha. Còn mã số 3 là màu beo cam đất đi ha. Cam đất là đang ở trên canh nha. Còn mẫu số 1 đó là beo màu nu nha, mọi người lưu ý nè. Rồi, còn nếu như mà không có nhớ mã gì á thì mọi người phải comment màu lên cho Hoàng tiền cho, chứ không có cù lua tài le ra nữa khổ chết luôn. Còn cái này thì chốt cho Hoàng là beo hồng nha. Thôi được rồi, nói đại beo đi, beo 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 nha, hồng beo hồng đẹp lắm. Hàng này là bán sốt rất là xịn luôn. Rồi nha, cái này là hồng nè, cái này là màu hồng nè. Thôi nói mẹ cái màu đi cho nó đột đỏ nó dễ đi, nó tùm lum tà la chút nữa không biết đường kêu luôn đó. Y chang như canh mặt nha. Rồi mã số 1 Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn này là chị của bé Ti Nguyễn hay sao em ơi, hay là Thanh Nguyễn mua đây. Mã số 1 là beo màu nu, beo màu nu này cho Thanh Nguyễn nè, mã số 1 nè. Nhưng mà Thanh Nguyễn này là Thanh Nguyễn nào em ơi? Thanh Nguyễn này là ở trên Hàm Phú hay là Thanh Nguyễn là bé chị của bé Ti Nguyễn em ơi? Cái này là 69.000 một bộ nè. Rồi nha, rồi nó sẽ còn beo màu vàng nữa nè. Đúng không? Beo màu vàng này là kiểu khác nha. Chị bé Tiên rồi ok. Beo màu vàng này nó kiểu khác hoàn toàn nha. Cả nhà nhìn nó vậy vậy thôi nhưng mà cực kỳ đẹp. Beo này là nó nhúng toàn bộ nè. Beo vàng này nhúng toàn bộ và nó có cái hàng nút ở đây. Mặc vô với dễ thương, bạn nào nhỏ nhỏ mặc vô á hả, nó căng đét cái phần này ra rồi cái phần này nó dễ thương lắm. Rồi ai lấy beo vàng comment beo vàng nha. Hello em Thu Thảo nha. Beo màu vàng nè, ai lấy chốt cho Hoàng. Mannequin nó mặc hết trơn rồi, không có chỗ mua để mặc còng vô. Chứ cái bộ này dễ thương nè, ai mà ốm ốm mặc càng đẹp, nó bò hết cái kia lại, xong cái kia lên dễ thương lắm. Rồi cái quần nó rộng ra rồi nó đẹp thích cỡ luôn, nó thật luôn á, tưởng tượng trong đầu thôi là thấy nó đẹp dã man luôn. Ok chốt cho Sang Sang nè, 69.000 beo hồng này. Cho Sang Sang nha. Ai lấy vàng chốt vàng, vàng là nó nhúng toàn bộ hết luôn. Mấy bạn gầy gầy hay mặc nhúng vậy đó. Cam đất á, cam đất á thì mọi người comment là chết rồi, nhúng toàn bộ nè. Từ qua mã này nó nhúng toàn bộ rồi, từ từ để Hoàng lấy cái mannequin cho mọi người xem cái mẫu mà mặc nhúng toàn bộ nha. Nhúng toàn bộ này chết mẹ rồi, Hoàng làm nó bị lộn rồi, Hoàng biết đường thùng keo luôn. Nhúng này là nhúng toàn bộ luôn, nó nhúng toàn bộ cái bộ đồ luôn. Nhúng toàn bộ thì size nó sẽ nhỏ hơn một xíu á. Hot girl này không có túi nè. Cái mẫu này nó nhúng toàn bộ thì mấy bạn nhỏ nó không có to được bằng cái size kia đâu, nó cỡ tầm 57-58 ký thôi chứ nó không lên được 60 đâu, nhưng mà nó cực kỳ đẹp nha, nó đẹp lắm. Trời ơi Hoàng ước gì mà một ngày Hoàng gầy Hoàng mặc thử cái này cho mọi người xem. Trời, nó siêu xinh luôn, có nghĩa là mặc vô là nó nhúng như vậy nè đó nha. Mặc vô là ủa chết mẹ rồi, cái gì đây, à còn chỉ thừa ông ơi đó. Mặc vô là nó nhúng như vậy nè đó, thấy chưa, dễ thương lắm. Hoàng thấy người ta mặc đẹp rồi nhưng Hoàng đâu có cách mua để mặc được đâu. Mình là thua non. Vóc dáng của mình là thua non. Đó, mặc vô mọi người tưởng tượng được không? Nó rất là dễ thương nha. Đó, là ống rộng nó như vậy nè và kiểu nó như vậy nè. Đó, mặc vô là cái phần nhúng toàn bộ là nó sẽ như vậy nha. Nè, cưng không?